Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe câu chuyện của tác giả Quyết Đỗ mà tối qua quý vị đang nghe dở cùng Thuận. Và câu chuyện sẽ được diễn biến ra tiếp theo như thế nào, với những tình tiết hấp dẫn nào đây? Và lý do tại sao bà cụ Năm lại chết? Thực sự nguyên nhân cái chết đó là gì? Sẽ được giải đáp hoàn toàn trong tập truyện ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Người nọ tiến đến trước tấm di ảnh của bà cụ, thắp lên đó một nén nhang, rồi tiến đến trước mặt ông Hiếu nói giọng nhỏ nhẹ. Kìa chú Hiếu, bà cụ nhà chú mất, sao lại không báo cho tôi một tiếng vậy? Chuyện này, tôi... Ông Hiếu siết chặt cây gậy trúc, miệng nói không thành lời. Người nọ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhìn ông Hiếu cất giọng lạnh lùng. Việc tăng gia bối rối, tôi cũng không trách gì chú đâu. Thôi, chú ở lại lo cho cụ đi. Sắp tới có gì khó khăn cứ liên lạc với tôi. Cho anh em chú không phải ngại. Nói rồi người nọ định quay lưng bước ra khỏi cửa. Thì ông ta nghe thấy giọng nói có vẻ ngập ngừng của ông Hiếu. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh Tâm. Còn chuyện... Chưa để anh Hiếu nói hết câu, vị khách tên Tâm kia đã đưa tay ra ngăn lại. Chuyện đó tính sau đi. Rồi quay lưng bước ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua chỗ vợ ông Hiếu, vị khách đó liếc một ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía ấy, khiến cho bà Thảo cũng tái mét mặt mày. Ở bên trong nhà ông Hiếu hướng ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài cổng. Trên nét mặt dường như căng thẳng đến tột độ cho đến khi chiếc xe hơi màu đen chở vị khách kia đi khuất. Bấy giờ nét mặt của người con cả bà Năm mới có thể giãn ra đôi chút. Ông Nghĩa thấy thái độ khác lạ của anh trai mình khi tiếp khách thì cũng lấy làm lạ lắm. Nhân lúc không có khách đến viếng, liền mon men lại gần rồi hỏi nhỏ. Cái người vừa nãy là ai? Và sao thấy thái độ anh chị có vẻ dè chừng vậy? Ông Hiếu nghe em trai mình hỏi, liền quay sang trả lời. Hắn ta không phải dạng vừa trên phố huyện đâu. Mà việc của tôi chưa tham gia vào làm gì. Lo mà tiếp khách đi. Ông Nghĩa nghe anh trai mình nói vậy, gật đầu một cái rồi rời khỏi vị trí đi ra sân ngồi nói chuyện với mấy người khách trong làng vừa mới đến. Bụng ông ta thầm nghĩ. Chuyện gì thì chuyện, miễn là không liên quan tới số đất của bà cụ để lại là được. Còn bên trong nhà ông Hiếu chỉ mong cho cái đám tang này trôi qua mau để còn lấy đất bán đi. Với số tiền ấy may ra đủ trả một phần nào chuyến hàng mình nợ người khách tên Tâm kia. Trời đã dần trở về chiều muộn, lúc này ở khúc đa đầu làng, cái sự tâm linh xảy ra ở trong nhà bà Năm đã thành một chủ đề chính trong câu chuyện của bà Tám và mấy người khách qua đường. Về phần chú Huy, sau khi nghỉ ngơi bấy giờ cũng đã cảm thấy đỡ choáng hơn một chút, cũng đã lên nhà trên với cô Huyền để thắp cho mẹ vợ mấy nén nhang. Đứng trước tấm di ảnh đặt trước cỗ quan tài, biết bao nhiêu kỷ niệm lúc thơ ấu lại ùa về trong tâm trí cô Huyền. Từ lúc nhỏ cô đã phải mồ côi cha, vì thế bà cụ vừa là cha mà cũng vừa là mẹ, cuộc sống cơ cực vô cùng. Đến khi cô lên tỉnh học hành lập nghiệp có chút thành tựu, chưa kịp báo hiếu gì nhiều thì bà đã rũ bỏ trần thế. Nghĩ đến đây, cô Huyền bất giác đưa tay lên gạt sóng nước mắt đang lan dài trên má. Lúc này cô chỉ muốn tranh thủ những giây phút cuối cùng trước khi cỗ thi thể của bà được đưa xuống ba lớp đất vào đêm nay. Bởi theo như lời ông thầy trên phố huyện nói với ông Hiếu lúc bà Năm mới mất rằng, giờ di quan của bà cụ chỉ có thể thực hiện vào lúc nửa đêm, ngày X. Bởi quá thời gian, lão thầy tàu ấy tính toán thì sẽ ảnh hưởng đến phần âm của dòng họ. Cầm nén nhang xuống bát hương, cô chắp tay xá lạy. Thằng cô Hưng đứng bên cạnh cũng bắt chước hành động của mẹ, mặc dù nó cũng chả hiểu ấy là gì. Khi ngước mặt lên nhìn tấm di ảnh, chợt cô giật mình xém té ngửa về phía sau. Tay chân luính quính, miệng run rẩy nói không nên lời. Mẹ. Chú Hì thấy thái độ của vợ mình như vậy thì cũng tỏ ra bối rối không biết là cái sự gì lại tìm đến, liền quay qua hỏi. Có chuyện gì vậy em? Vợ chú Huy mắt vẫn không rời khỏi tấm di ảnh của bà cụ đang treo trước cái quan tài, nói giọng xúc động. Mẹ, em thấy mẹ đang nhìn em khóc. Khóc? Chú Huy thốt lên,
rồi ngay sau đó hướng ánh mắt nhìn lên tấm di ảnh của mẹ vợ. Hai người anh vợ của chú nghe em gái mình nói vậy cũng nhìn về phía ấy. Vị sư thầy lúc sáng nay mới được ông thuê về cũng dừng lại không tụng thêm câu nào nữa. Ông ta cố tỏ vẻ bình tĩnh nói mấy câu cho giống với mấy vở diễn mình từng tham gia. Đại loại là: A Di Đà Phật, đời là bể khổ, mong thí chủ an lòng nhắm mắt. Xong lại niệm chú to hơn, lần này không phải để cho linh hồn bà cụ sớm đi về cõi vĩnh hằng, mà chủ yếu để cho mau hết giờ còn chuồn khỏi cái đám tang này. Từ sáng đến giờ, người diễn viên trong vai nhà sư ấy cũng sợ lắm, nhưng vì số tiền ông Hiếu trả đủ cho hắn ta uống rượu cả tuần nên đành cắn răng ở lại. Đúng là cái gì lắm tiền đều không dễ nuốt. Vị sư già kia thầm nghĩ, đoạn định quay qua nói gì đó với ông Hiếu thì thấy hai người con trai của bà cụ đều bị đứng hình từ lúc nào. Ông Hiếu bây giờ run như cầy sấy, từ đôi mắt sâu thẳm in trên tấm hình chụp chân dung bà Năm đang rỉ ra hai giọt nước trong suốt lăn dài xuống dưới. Rồi đột nhiên hai giọt nước ấy trở nên đỏ dần lên cho đến khi trông nó không khác gì máu tươi. Một giọt, rồi hai giọt, cứ thế từng giọt huyết lệ từ trong khóe mắt của tấm di ảnh cứ theo nhau chảy xuống trông rất kỳ dị. Trời đất, tại sao? Ông Hiếu hoảng hốt nói, đoạn chạy ra ngoài sân lấy điện thoại gọi cho một người nào đó. Còn ông Nghĩa bây giờ đứng trước cái sự việc linh dị, trong lòng cũng bắt đầu trở nên bán tín bán nghi, không biết phép của ông thầy Tàu có thực sự tốt hay chỉ là một kẻ lừa đảo. Trong lúc mấy người con của bà cụ còn đang bối rối không biết phải giải quyết vụ việc này như thế nào, thì xuất hiện giọng nói của một người đàn ông. Đâu, mày tránh ra để tao xem nào. Ông Nghĩa bị bất ngờ giật mình quay lại, thấy ông Vinh hàng xóm đã đứng sau lưng mình tựa lúc nào. Mày tránh ra để tao kiểm tra xem là cái sự gì. Nói rồi ông cụ tiến đến tháo tấm di ảnh xuống, định dùng khăn lau đi mấy giọt huyết lệ kia, thì lại chẳng thấy đâu nữa ngoài một tấm hình chân dung bình thường. Ông Nghĩa và hai vợ chồng đưa em gái tới cảnh này đều tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy chính mắt họ thấy từ khóe mắt của tấm di ảnh bà cụ chảy ra rất nhiều máu. Trước khi còn cảm tưởng cái thứ chất lỏng màu đỏ thẫm kia đọng thành vũng dưới sàn nhà. Ồ, đâu, máu nào đâu, mấy đứa chúng mày cứ thần hồn nát thần tính. Cụ Bình nói, đoạn cẩn thận đặt lại tấm di ảnh về chỗ cũ, sau đó lùi lại mấy bước để kiểm tra xem mình đã đặt ngay ngắn chưa. Bất chợt, ông cụ Vinh giật mình run rẩy, mắt trợn tròn, miệng u ớ. Bà Năm, ôi giời ơi, là bà Năm hiện hồn về. Sau câu nói của ông cụ ấy, mọi người có mặt trong gian nhà chính ấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Mấy tay hàng xóm qua ngồi chơi cũng chả dám nhìn vào bên trong, mà lần lượt theo nhau ra về để tránh chứng kiến cái sự không nên thấy. Chú nói sao, bà cụ nhà cháu? Ông Nghĩa lo lắng hỏi, bởi nếu đúng như lời ông cụ Vinh này nói thì e rằng hai anh em ông bị lừa rồi. Lừa tiền bạc thì không lo, trước mắt lừa cái vụ liên quan đến linh hồn bà mẹ thì hai anh em ông ta chỉ có sống không được mà chết cũng không xong. Chứ mày không thấy tấm hình bà cụ đang khóc đấy à? Ông cụ Vinh nói rồi ngay lập tức run rẩy chống gậy rời khỏi cái đám tang bà Năm, một mạch đi thẳng về nhà, không cả dám quay đầu lại. Về phần ông Hiếu, sau khi nghe điện thoại xong quay vào bên trong nói: Lúc sáng nay do mải lo cho chú Huy, với lại thấy sự dị thường cũng đã trôi qua, nên cứ thế cho đội mai táng tiếp tục làm nhiệm vụ mà quên không hỏi thầy. Giờ chẳng may cái sự tâm linh lại tìm đến tôi, e rằng... Nói đến đây, ông Hiếu dừng lại, hướng ánh mắt về phía mấy đứa em mình. Cô Huyền vẻ mặt thất thần nhìn anh trai mình nói: Từ khi con mèo đen kia xuất hiện trong cái đám tang này, em nghi ngờ con vật đó là của một thế lực tâm linh nào đó sai đến hãm hại. Ông Hiếu nghe vậy thì ngay lập tức gạt phát lời em gái mình qua một bên. Cô trên Hà Nội xem phim ít thôi. Vâng, chỉ là em cảm thấy bất an nên nói vậy thôi. Thì tôi cũng lo khác gì cô, nên lúc nãy mới gọi cho lão thầy Tàu trên phố huyện để lát nữa ông ta đến xem sao. Chú Hi nghe nói vậy thì liền hỏi: Thế ông thầy ấy nhà ở đâu, để em lấy xe qua đón cho mau. Thôi khỏi, lão ta đang coi phong thủy cho một người khách ở làng bên, một lát nữa qua đến bây giờ ấy mà.
giờ tạm thời vắng khách viếng, mấy cô chú xem thế nào chuẩn bị tiếp thầy. Ông Nghĩa nghe anh trai mình nhắc đến gã thầy Tàu ấy thì trong lòng chẳng còn chút tin tưởng nào. Đợi cho Hiếu ra khỏi căn phòng đặt cỗ quan tài, ông ta mới ra hiệu cho anh trai mình vào một góc nói: "Này bác, cái gã thầy Tàu ấy liệu còn có thể tin tưởng được nữa hay không?" Ông Hiếu nghe em trai mình nói vậy liền liếc ánh mắt cẩn trọng nhìn lên nhà trên rồi nói nhỏ: "Giờ chỉ có tôi và chú và lão ta biết nguyên nhân cái chết của bà cụ. Nếu mời tên thầy pháp khác mất công phải giải quyết thêm hai mạng người nữa." Ông Nghĩa nghe nói vậy không khỏi rùng mình kinh hãi: Thế bác định giết luôn cả cái gã thầy Tàu ấy à?" Ông Hiếu bây giờ ánh mắt trở nên sắc lạnh, vẻ mặt cũng không còn hiền lành như lúc nãy. Ông khẽ nhếch mép: "Ừ, chỉ người chết mới có thể giữ im lặng được. Nhưng liệu oan hồn ông ta có để cho chúng ta được yên không? Biết vậy lúc bà cụ nguy kịch em đã đưa thuốc. Việc giấu thuốc bà cụ đi chả khác gì giết người, vì mấy cái mảnh đất mà bây giờ ăn không ngon ngủ không yên với cái sự ma quái này." "Sao chú lại nói thế? Chả phải bà cụ bị nhồi máu cơ tim mà chết hay sao? Với lại nếu bà già của chúng ta không sớm ra đi, liệu gia đình tôi, gia đình chú có sống yên ổn không? Số tiền chú nợ bọn xã hội đen bao nhiêu tưởng tôi không biết chắc. Mà người ta hay nói hy sinh đời bố củng cố đời con, chứ hiểu không? Việc bà cụ chết là đúng kế hoạch. Có khi bà cụ thương anh em ta nên mới chết sớm đấy chứ." "Thương? Thế sao đêm hôm bữa cụ lại hiện hồn về làm cho em xém nữa mất mạng? Cũng may có lá bùa của lão thầy Tàu cho hôm bữa nên khống chế được một phần nào." Ông Hiếu nghe em trai mình nói vậy nhếch miệng: "Thế bộ chú tưởng có mỗi mình chú là bị oan hồn bà cụ về quấy phá à? Từ khi nghe tin chú báo tới giờ tôi cũng đã mấy phen thất kinh hồn phách rồi chứ có ít đâu. Với lại lão thầy bùa ấy là do chú gọi điện lên nói tôi kiếm về giúp anh em chúng ta cơ mà." Nói là nói vậy thôi, chứ thực chất ông Hiếu còn lo hơn thằng em trai mình. Kế hoạch tiễn bà cụ về với tổ tiên sớm là do ông vạch ra. Rồi cái đêm bà cụ mất, chính ông cũng thấy hồn mẹ mình về mắng thẳng vào mặt mình là thằng bất hiếu, chứ có riêng gì lão Nghĩa đâu. Cực chẳng đã, ông mới phải yểm mẹ mình lại để cho bà cụ khỏi hiện về. Việc bà cụ chết đối với người trần mắt thịt thì chỉ cần nói vài ba câu rằng là bà cụ đột quỵ ra đi cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Chỉ lo chuyện ông thầy bùa về yểm xác mẹ bị bại lộ. Chính vì cái lý do đó mà từ sáng đến giờ trong đầu ông ta cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện yểm bùa bà cụ, như sợ có một người nào đó biết huyền thuật vô tình đi qua đây. Và rồi... Ông Hiếu nghĩ đến đây thì ở ngoài ngõ lão Tư này xách cái chai rượu lảo đảo đi tới. Cả bậm rượu ấy đứng trước cánh cổng nhà bà Năm chống nạnh chửi thẳng vào trong nhà: "Thằng bất hiếu, anh em chúng mày là một lũ..." Rồi ngay sau đó ông ta vung tay ném chai rượu bay cái vèo vào bên trong đám ma. Âm thanh mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe khiến cho ai nấy đều giật mình. Ông Hiếu cũng cảm thấy bàng hoàng vì hành động đó của lão Tư này. Chả lẽ cái lão nát rượu này biết chuyện mình làm. Ông Hiếu lẩm bẩm rồi vội vàng chạy ra ngoài cổng tìm cách đuổi cái gã say rượu kia về. Nhưng chưa đi ra đến nơi thì lão Tư này đã ngơ ngác nói: "Ờ, cái chai rượu của tao đâu rồi?" Xong lại hướng ánh mắt mở đục nhìn về mấy người bên trong đám tang, nói giọng lẻ nhẹ: "Chúng mày là một cái lũ mất dạy, đám tang mà không có chút rượu nào." Mấy người kia nghe vậy biết là cái gã nát ấy lại muốn đến để tìm rượu uống nên cũng chả thèm chấp. Ông Hiếu thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng xém tí nữa là mệt với lão ta. Ông Nghĩa thấy vậy quay qua nói với bà Trang: "Bà xem trong nhà còn cái chai nút chuối nào không, đưa cho lão ta cho yên chuyện đi." Bà vợ ông Nghĩa nghe chồng nói liền đi xuống nhà dưới rót một chai rượu mang ra đưa cho ông Tư. Đợi chồng ta đi rồi, bà ta mới bĩu môi nói: "Tiền sư cái lão dở hơi, đám tang nhà mẹ người ta chứ có phải cúng lão đâu mà đòi rượu mới cả thịt." Mấy người bên trong cái đám tang nghĩ là lão Tư này say xỉn nên mới tìm đến quấy phá, mà không hề biết rằng khi nãy từ cơ thể lão ta có một làn khói đen xì bay ra rồi lợn vợn trên con đường làng, rồi tụ lại ở một góc tối. Nơi ấy thấp thoáng hiện lên nhân ảnh một người đàn ông mình mẩy toàn lông lá, trên khuôn mặt không có ngũ quan của người
mà thay vào đó là một cái mỏ chim to lớn đỏ rực như ngọn lửa. Trông qua có thể nhận ra ngay, ấy chính là thần Nanh Vàng Mỏ Đỏ, vị thần mang lại nhiều nỗi kinh hoàng trong mỗi đám tang. Ông ta cứ đứng ở đó, hướng ánh mắt đỏ rực nhìn về phía hai thằng con trai của bà cụ, rồi từ từ tan biến vào trong hư vô. Khi vị thần trùng ấy biến mất, cũng là lúc chiếc xe Dream của lão thầy Tàu đỗ trước cổng nhà bà Năm. Ông Hiếu thấy vậy vội vàng đi ra tiếp đón. May quá, thầy đến rồi. Lão thầy không thèm để ý đến thái độ của chủ nhà, mà cứ thế đi một mạch đến trước cỗ quan tài của bà cụ. Sau một hồi quan sát, ông ta quay sang tắt cái bóng đèn hoa đặt trên bàn thờ, rồi quay sang nói. Đây, ông xem, làm gì có chuyện bà cụ khóc lóc gì đâu. Ông Nghĩa nhìn lên tấm di ảnh thì thấy hoàn toàn bình thường, không có một dòng huyết lệ nào cả. Lúc ấy mọi người mới vỡ lẽ ra là do ánh sáng từ cây đèn chiếu vào cho nên mới xảy ra cái sự lạ đó. Có vậy thôi mà cũng gọi đến tôi, thật đúng là... Gã thầy Tàu nói giọng trách móc. Ông Hiếu hiểu ý, liền kéo tay ông ta ra ngoài bàn rót trà, đoạn dúi vào tay lão tạm mấy trăm. Thầy Phong thấy tiền, ánh mắt cũng giãn ra không còn vẻ khó chịu nữa. Nhấp một ngụm trà, lão ta quay sang nói. Hai nị xem sao, đưa bà cụ đi chôn càng sớm càng tốt, kẻo đêm dài lắm mộng. Nói rồi, lão ta đưa chồng Hiếu một lá bùa gọi là bình an, rồi leo lên xe nổ máy rời đi. Đợi cho chiếc xe đi khỏi, ông Hiếu quay vào bên trong nhà tiếp tục công việc của mình. Một số người trong họ cũng bắt đầu tìm chỗ ngủ tạm, để một lát nữa tới giờ di quan, còn tỉnh táo để đưa xác bà cụ ra ngoài đồng. Trên gian nhà đặt cỗ quan tài của bà Năm, bấy giờ chỉ còn lại ba anh em ngồi lại. Trong đầu họ mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Hai ông anh thì tìm cách để chiếm được phần đất có lợi hơn. Còn cô Huyền cũng chẳng quan tâm đến số điền sản ấy, mà chỉ muốn tranh thủ ở bên bà cụ những giây phút cuối cùng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chả mấy chốc đã đến nửa đêm. Mấy tay nhân viên nhà quan nhận được, đã đưa chiếc xe đầu rồng đến ngay trước cổng. Đi cùng bọn họ còn có một đội kèn đồng đang phồng mồm thổi mấy bài hát nghe rất lạ tai. Bài nhạc vừa dứt, cũng là lúc thầy tế từ ngoài sân đi vào, báo với chủ nhà, rồi bắt đầu cầm hai cây nến múa những đường trông rất uyển chuyển trước cỗ quan tài của bà Năm. Kết thúc nghi thức bái quan, ông thầy tế giơ cao cây phách cõ lên đó một phát dứt khoát, báo hiệu cho mấy tay âm công vào vị trí sẵn sàng, rồi thêm vài phách nữa, cổ áo quan đã nằm trên vai họ. Tiếng kèn, tiếng trống xen lẫn tiếng khóc nỉ non của những người có mặt trong đám tang vang động khắp một vùng. Ông Hiếu run run đôi tay cầm tấm di ảnh đi đằng trước, ông Nghĩa chống gậy theo sau. Hai người con dâu của bà cụ thi nhau gào lên thống thiết sau cỗ quan tài đang được khiêng ra ngoài chiếc xe tang. Bây giờ, vợ chú Huy dường như không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Thành ra chú Huy phải một tay dìu vợ, một tay ấm con đi theo sau nhóm người đưa tiễn bà cụ ra khỏi nhà. Cái áo quan của bà Năm ra đến ngoài cổng thì bắt đầu có cảm giác nặng hơn, khiến cho mấy người trong đội âm công phải vất vả lắm mới có thể thực hiện động tác vái chào lần cuối trước khi đưa cô quan tài lên cái xe tang. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trong màn đêm được một đoạn thì ở trên cao vị thần Nanh Vàng lại thấp thoáng hiện ra. Ông ta vươn đôi cánh đen lượn lờ trên tầng không rồi hạ cánh trên nóc chiếc xe. Sau đó, đưa khuôn mắt nhìn xuyên vào bên trong quan sát. Độ vài giây sau, ánh mắt của vị thần ấy bắt đầu chuyển dần sang một màu đỏ, trông rất giận dữ. Hai con người xoáy thẳng vào ông Hiếu, ông Nghĩa cùng với hai người con dâu đang ngồi buồn rầu bên cạnh cỗ quan tài. Vì những đứa con của bà Năm chỉ là người trần mắt thịt, cho nên họ không hề biết đến sự xuất hiện của vị thần trùng nọ. Chỉ có ông ta là có thể nhìn thấy họ và sự giả dối bên trong hai con người tưởng chừng như thành đạt và nhân nghĩa ấy. Bà Thảo làm khuôn mặt giả vờ buồn khổ, ôm lấy cỗ quan tài của mẹ chồng, cố nặn ra hai hàng nước mắt trông rất đau lòng. Nhưng bên trong lòng, bà ta lại cảm thấy phấn khởi, vì hơn một tháng nay, số tiền lớn của hai vợ chồng nợ ông Tâm đã làm cho bà mất ăn mất ngủ. Không chừng sau nửa tháng nữa đến hạn, nếu không trả đủ, cả gia đình sẽ bị bọn lâu la của ông ta xử đẹp. Này bà cụ tự nhiên lăn ra chết ít nhiều gì cũng có tiền để trang trải số nợ kia, để làm lại từ đầu. Trong lúc còn đang sụt sịt thì bên tai người con dâu cả của bà cụ
vang lên ba tiếng cộc 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 như có ai đó gõ vào cỗ quan tài. Theo phản xạ, bà Thảo quay sang nói nhỏ với chồng: "Này, ông có nghe thấy tiếng gì không?" Ông Hiếu nghe vợ hỏi vậy, nếu mắt hỏi lại: "Tiếng gì? Tôi có nghe thấy tiếng gì đâu." Ông Hiếu vừa mới dứt lời, âm thanh cộc cộc ấy lại vang lên thêm một lần nữa. Bà Thảo nghe thấy liền thốt lên: "Đấy, rõ ràng có tiếng ai đó gõ vào áo quan của bà cụ." "Làm gì có, bà chỉ khéo tưởng tượng." Ông Hiếu nói giọng có vẻ hơi gằn xuống. Bà Trang ngồi ở phía đối diện với chị dâu mình thấy thế liền lên tiếng: "Chắc chị mệt mỏi quá nên nghe nhầm đấy, chị em có thấy âm thanh nào lạ đâu." Ông Nghĩa cũng thêm vào: "Đúng rồi đấy, hay là chị tranh thủ chợp mắt một chút đi, lát nữa đến nơi còn có sức mà làm lễ hảo huyệt cho mẹ." Bà Thảo nghe mấy người bên cạnh mình nói vậy thì cũng cho rằng mình nghe nhầm, nên cũng chả đề cập đến vấn đề đó nữa. Chỉ có điều lỗ nhĩ của người con dâu trưởng ấy không hề nghe sai, bởi âm thanh cộc cộc khi nãy chính là tiếng của vị thần trùng kia dùng cái mỏ của mình mổ vào cỗ quan tài của bà Năm. Sau hai lần khảo lên nắp ván hòm, bên trong quan lá bùa được lão thầy bùa yểm vào tự nhiên bốc cháy rồi hóa thành tro bụi, giải thoát cho linh hồn bà Năm. Tiếp theo đó, vị thần nanh vàng ấy thò tay xuyên qua lớp gỗ, nắm lấy linh hồn của bà cụ, bay thẳng lên trên cao. Chu Huy lái xe hơi chở vợ con đi theo sau, chợt thấy có thứ gì đó từ bên trong cỗ xe tang lao vụt lên trên trời, chớp mắt một cái lại chả thấy gì. Nghĩ mình bị ảo giác, chồng cô Huyền định dụi mắt thì thằng Hưng chỉ tay về phía ánh trăng nói: "Ngoại, ngoại, bà ngoại." Cô Huyền thấy vậy ôm con vào lòng, nói trong nước mắt: "Ừ, bà ngoại, lát nữa đường ngoại đến nhà mới, cô Hưng phải ngoan, không được có quấy mẹ đấy." Thằng con cô nghe mẹ nói vậy, khẽ gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục nhìn về phía linh hồn bà Năm và người đàn ông đầy lông lá mà hôm qua lúc con mèo xuất hiện nó đã trông thấy. Chính ông ta hôm qua đã mượn xác nó để đánh bật quỷ hồn nhập trong xác con mèo đen về địa ngục. Chiếc xe lăn bánh từ từ vào trong nghĩa trang, lão thần trùng nọ cũng hạ xuống một ngọn cây gần đó quan sát đám con cháu của bà cụ đang làm lễ hạ huyệt cho mẹ mình. Bà Năm từ trên cao nhìn xuống đám tang của mình với đôi mắt buồn rười rượi, đoạn quay qua vị thần nanh vàng kia rồi nói: "Cảm ơn ông đã giải thoát cho linh hồn của tôi." "Đó không phải việc chính ta phải làm." Vị thần đó đáp, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía cái quan tài đang được mấy người trong đội âm công từ từ hạ xuống huyệt mộ. "Ta đến đây để bắt hồn những người có cùng dòng máu với bà. Đó là nhiệm vụ chính của một thần trùng như ta." Bà Năm mặc dù biết đây là vị thần chuyên bắt người trong các đám tang có trùng, nhưng cũng không khỏi thắc mắc, không hiểu tại sao ông ta lại giải thoát linh hồn của mình khỏi chấn yểm, lại còn không tra tấn mình như trong những câu chuyện từng nghe. "Tại sao ông lại..." Bà Năm hỏi. Thần trùng đáp lời: "Ta biết bà đang muốn nói với ta điều gì. Ta cứu linh hồn của bà khỏi lá bùa yểm kia vì bà chết vào giờ trùng, bắt buộc phải làm tay sai cho ta. Với lại, ta thấy trước mắt với những gì lũ con bà đã làm với mẹ mình, đó là một hành động trời đất không thể dung thứ." Bà Năm nghe đến đây chỉ biết thở dài một hơi, đầu hơi cúi xuống để giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt. Bên cạnh bà, thần trùng vẫn tiếp tục nói: "Bây giờ việc của bà là khai tên những đứa con cháu trong họ, sau đó đám thuộc hạ của ta sẽ đích thân đem linh hồn chúng nó về đây." "Nhưng tôi không muốn làm điều đó." Bà Năm nói. Vị thần trùng nhếch mép: "Đáng lẽ ra số bà không chết vào giờ trùng, nhưng hai thằng con bà nó muốn mẹ mình đi sớm để chiêu nhau số gia tài. Đó chính chúng nó tự rước họa vào thân, chứ không phải do ta hay do bà." Nói đến đây, vị thần trùng quay sang phía bà Năm, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Ta không dùng biện pháp tra tấn ép cùng cũng là vì thương tình. Liệu mà làm, đừng để ta phải nặng tay." Giờ ông ta nắm lấy người bà lão, bật một cái bay vút lên cao.
Lúc này ở bên dưới đám con cháu cũng vừa hay lấp lên nấm mồ những nắm đất cuối cùng. Từng nén nhang thơm lần lượt được cắm lên trên đó, rồi những vòng hoa cũng được những người có mặt trong cái đám tang ấy xếp thành hai hàng ngay ngắn. Trong đêm, tiếng khóc của tiếc thương của cô Huyền và hai người chị dâu của mình cứ thế vang vọng khắp khu đồng mà. Về phần hai người con trai của bà cụ, họ không khóc mà chỉ đứng ở một góc nhìn về phía ngôi mộ mới đắp. Ở một góc xa, thằng Tú tranh thủ tẩm dầu hỏa vào đống đồ của bà nội rồi châm lửa đốt. Ánh lửa bùng lên chiếu sáng cả một góc nghĩa trang. Từng nấm mộ có mới có cũ hiện lên mờ mờ ảo ảo trước mặt thằng Tú, khiến cho nó cảm thấy lạnh sống lưng. Trong lúc thằng cháu đích tôn của bà Năm định quay lại cho đám người, thì bỗng nó thấy hai nhân ảnh, một người một chim, đang lơ lửng trên bầu trời. Cả hai từ từ hạ độ cao xuống cách một ngôi mộ gần đó độ hơn sải tay, nhìn về phía thằng Tú. Dưới ánh sáng vàng rực hắt ra từ đống lửa, nó thấy người kia chính là bà nội của mình. Nhưng nó không hiểu tại sao nội lại đi với một con quái vật gớm ghiếc như vậy. Hình ảnh đó làm cho thằng Tú giật mình thảng thốt, suýt chút nữa ngã lăn ra đất, miệng lắp bắp kêu lên: Ma, con ma. Đoạn nó thấy vị thần trùng nói vào tai bà nội điều gì đó nghe không rõ, chỉ thấy bà cụ khẽ gật đầu một cái, rồi sau đó cả hai biến mất trong màn đêm, để lại thằng cháu đích tôn đang đứng run rẩy bên cạnh một ngôi mộ cũ. Ở bên kia, ông Hiếu cùng với mấy người thân chuẩn bị lên xe ra về, thì thấy thằng con mình cứ đứng như trời trồng, mãi không chịu quay lại, liền gọi lớn: Thằng kia, không mau lại đây đi, còn đứng đó làm cái gì? Thằng Tú nghe ông Hiếu gọi mấy lần mới hoàn hồn, vội tiến đến chỗ cha của nó, run run giọng nói: Con thấy nội. Ông Hiếu nghe đến đây vội đưa tay cắt ngang lời thằng con mình, ánh mắt trừng lên, nói như quát: Mày chỉ kéo tưởng tượng, bà nội mày bây giờ nằm dưới ba tấc đất rồi còn đâu. Nói rồi, ông ta bỏ mặc thằng con trai mình đứng đó, quay lưng bước thật nhanh ra mấy chỗ chiếc xe đang đậu ở đằng kia. Thằng Tú thấy vậy cũng mau chóng đi theo cha mình. Đoàn người lần lượt nổ máy cho xe lăn bánh rời khỏi con đường nhỏ, để lại nấm mộ mới đắp của bà cụ nằm lạnh lẽo bên trong khu nghĩa trang. Phía chân trời, những tia nắng đầu tiên cũng bắt đầu chiếu xuống thôn làng, kết thúc đêm dài đen tối và một đám tang bạc bẽo. Nhưng cái thứ tâm linh gọi là chết chủng bấy giờ mới bắt đầu. Sau đám tang, ông Hiếu trả cho gã diễn viên giả sư kia một khoản tiền kha khá, rồi đích thân lái xe đưa về phố huyện. Từ đó người ta cũng chả thấy bóng dáng của ông ta đâu nữa. Thời gian quay đi quay lại đến nay cũng đã hơn 3 ngày trôi qua, mà mọi sự vẫn diễn ra bình thường, không có một sự lạ nào xảy ra cả. Cho đến ngày cô Huyền và chồng mình bàn với nhau về Hà Nội để tiếp tục công việc trên đó. Chú Huy mang chuyện đó nói với ông Hiếu, thì được ông anh rể mình báo rằng: Đêm nay mấy anh em chúng tôi định bàn với nhau chia số tài sản bà cụ để lại. Cô Huyền nghe anh trai mình nói vậy, trong lòng cũng không muốn tham gia vào việc này, bởi cô chú ở Hà Nội mấy khi về, liền nói: Thôi à, bác ạ, vợ chồng em cũng chả cần tham gia vào số của cải của bà cụ để lại làm gì. Ông Hiếu nghe mình nói vậy xua tay nói: Cô tuy là phận gái, nhưng dù gì nó cũng là con út trong gia đình. Với lại khi còn sống mẹ cũng thương cô nhất, vì thế dù muốn hay không, hai vợ chồng cô cũng phải có một phần trong đó. Cô Huyền hướng ánh mắt về phía xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó. Độ vài giây sau, cô nói với ông Hiếu: Bác đã có ý vậy thì em cũng chỉ xin cái lược ngà ngày xưa bà cụ vẫn thường chải tóc cho ba anh em về làm kỷ niệm là được rồi. Với lại chiều nay trên đó tụi em cũng đã có lịch hẹn. Ông Nghĩa lúc này cũng ở hợp tác xã về, nghe cuộc hội thoại của hai anh em tỏ vẻ không đồng ý. Chuyện cô muốn xin kỷ vật của mẹ tôi không có ý kiến gì, nhưng tối nay nhất định hai vợ chồng cô chú phải ở lại đây để làm chứng. Bà mặt một lời, chứ không mất công sau này xảy ra tranh chấp lại không hay. Chú Hy nghe vậy cũng đành gật đầu đồng ý. Đoạn đi ra một góc lấy cái điện thoại gọi cho một ai đó, rồi chở vợ đi ra chợ mua ít đồ cúng, bởi vợ chú muốn tranh thủ khoảng thời gian này để ở gần bà cụ. Vì thế sáng nào chú cũng chở vợ mình đi ra nghĩa trang viếng mộ bà Năm.
Lúc đi ngang qua gốc đa đầu làng, thấy bà Tám bày ở đó một đống hoa cúc lớn trông vàng rực. Cô Huyền mới sực nhớ hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch, liền nói chồng đỗ xe lại, đoạn xuống mua mấy bó về thắp nhang. Trong lúc đang lựa hoa thì cô nghe thấy tiếng một bản lão cùng mua hoa nói: "Ờ cái Huyền, mấy năm nay đi đâu mà cứ biệt tăm mãi thế? Lên Hà Nội chắc quên luôn bà con ở cái làng đông này rồi ấy nhỉ?" Cô Lan quay qua thì thấy ấy là bà Lan, vợ của lão Tư Lầy, nổi tiếng khắp làng này. "Ấy chết, tại công việc của hai vợ chồng cháu bận quá nên không có thời gian về thăm quê. Cô Lan nói vậy tội cháu chết." Bà Lan nghe vậy nở một nụ cười đáp: "Ấy là tôi nói đùa thế thôi, mà cô chú định bao giờ về lại Hà Nội hả?" "Chắc ngày mai vợ chồng cháu lên đó." Cô Huyền trả lời. Vừa hai lúc này bà Tám chạy con xe đạp Thống Nhất chở theo mấy bó hoa nữa từ xa đi tới, thắng một cái két ngay bên cạnh hai người. Vừa xuống xe, cái miệng bà ta đã tía lìa: "Này, mấy bà biết ông thầy Tàu trong đám tang nhà bà Năm không?" Chu Huyền nghe vậy thắc mắc hỏi: "Ông thầy Tàu có phải cái lão người hơi gầy mà bác Hiếu mời về tối hôm đó không bác?" Bà Tám nghe thấy vậy liền gật đầu lia lịa nói: "Đúng rồi, chính là ông ta đấy." Cô Huyền thấy vậy liền hỏi: "Thế ông lão ấy có chuyện gì vậy?" "Ông ta vừa mới bị tai nạn giao thông chết lúc sáng nay rồi." Chu Huyền nghe thấy thông tin ấy cũng bất giác thốt lên: "Chết, tai nạn giao thông, chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy?" Bà Tám quét ánh mắt nhìn mấy người đang hóng câu chuyện của mình sắp kể, đoạn dừng lại trước mặt hai vợ chồng chú Huy. Chuyện là như thế này." Vừa dứt lời cũng là lúc hai vai bà ta rung lên một cái, kéo theo toàn bộ da gà da chó thi nhau nổi lên, bởi hình ảnh vụ tai nạn lúc sáng nay lại ùa về trong trí nhớ. Lúc đó bà Tám đang đi lên chợ đầu mối trên chợ huyện để nhập hoa tươi về bán tăng thêm thu nhập. Bởi mỗi lần người làng Đông và làng Hạ kế bên, mỗi lần muốn mua thành bông hoa trái phải đi ra chợ bên làng Bân, vừa xa lại vừa tốn kém. Đang lúi húi chọn lựa ở hàng hoa bên vệ đường thì ở một góc đường cách đó hơn 100 mét bỗng nhiên phát ra một tiếng rầm nghe rất lớn. Bà Tám chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe mấy người ở đó hô lên: "Ôi trời ơi, xe tải cán chết người rồi!" Rồi mấy người bán hàng đổ xô ra chỗ xảy ra tai nạn xem xét tình hình. Bà Tám cũng theo chân mấy người hiếu kỳ đến chỗ xảy ra tai nạn, đặng lát nữa về còn có cái mà kể cho mấy người khách đến quán nước của mình nghe. Vừa đến nơi, bà gặp cô chủ hàng cá khi nãy ngồi cạnh lão bán hoa chen đám người đi ra. Thấy bà, cô ta rùng mình rụt cổ, mặt tái mét kêu lên: "Chết rồi, kiểu này chết chắc rồi. Cái lão già ấy bị xe cán nát người như thế thì làm sao sống nổi." "Eo ơi, kinh thế á?" Bà Tám hỏi. Cô hàng cá chỉ tay về phía đám người đáp: "Kinh lắm bác, không nên đi vào trong, kẻo lát nữa về lại không ăn cơm được." Nói rồi người đó quay lưng một mạch đi thẳng. Bà Tám nghe vậy ban đầu cũng tính thôi không coi vụ tai nạn nữa, nhưng cái tính tò mò khó bỏ, nó cứ kéo bà ta đi vào xem cho bằng được. Vừa chen đám người vào tới bên trong thì một cảnh tượng máu me kinh dị làm cho bà Tám tái mét mặt mày. Ở trên đường nhựa chỉ có một nửa thân trên của nạn nhân đang nằm giữa vũng máu, bên cạnh là cái xe máy đã bị rúng gió do vụ va chạm vừa rồi. Còn một nửa thân dưới đã bị chiếc xe tải cán qua rồi quấn vào gầm, xay cho nát bét, nằm ở cách đó mấy mét. Chả hiểu thế nào mà cả một khúc ruột bị cái trục bánh xe lôi đi, trông cứ lòng thòng. Đã thế nó còn kéo theo tim gan sổ hết ra đường. Ấy vậy mà người đó vẫn chưa chết, cứ ngáp ngáp như con cá mắc cạn, dường như đang muốn nói điều gì đó. Đoạn ông ta nhìn thẳng vào mặt bà Tám, máu mồm máu mũi cứ thế thi nhau tuôn ra ồng ộc. Bà Tám thấy khuôn mặt ấy thì nhận ra ngay đó là của lão thầy Tàu, liền bịt kinh hãi thốt lên: Lão Cũng may bà kịp bịt miệng mình lại trước khi bật ra chữ thầy Tàu, không thì chắc người ta lại tưởng mình là người quen của nạn nhân. Còn thầy Phong bây giờ đôi mắt đã lạc thần. Trước khi chết, ông ta cố chỉ tay về một phía, miệng thều thào những từ ngữ nghe không rõ đầu đuôi. Chú Huy nghe bà bán nước kể tới đây cảm thấy khó tin liền cắt ngang:
Bà nói thế nào chứ, xe cắn vậy mà vẫn còn sống thêm một khoảng thời gian nữa thì đúng thật là không thể. Thì theo như chuyên môn của chú thì đúng thật điều đó rất khó có thể xảy ra. Nhưng chuyện lão thầy tàu ban nãy là chính mắt tôi trông thấy ông ta chút hơi thở cuối cùng. Bà Tám nói, đoạn hướng ánh mắt qua phía cô Huyền. Mà hình như trước khi chết ông ta có nói điều gì đó liên quan tới bà cụ thì phải. Hình như là chết bà Năm nghiệp gì đó. Cô Huyền thấy bà Tám tự xưng nhắc đến mẹ mình trong vụ tai nạn của lão thầy tàu nào đó trên phố Huyền, nét mặt tỏ rõ sự khó chịu. Chuyện lão thầy nào đó bị tai nạn chết, đó là chuyện của người ta. Còn về phần mẹ cháu, dù gì cũng mới nằm xuống chưa kịp ấm đất. Mong cô đừng có lôi bà cụ vào để kể. Ờ hay cái cô này, thì lão thầy ấy... Bà Tám phản bác, chú Hy thấy vậy liền nói. Dạ thôi, cô gói cho cháu bó hoa này. Đoạn rút ra mấy chục đưa cho bà, rồi quay qua nói với vợ. Mình đi thôi, kẻo lát nữa nắng. Lúc này bà bán nước cũng nhận thấy khi nãy mình kể có phần hơi vô duyên. Rõ ràng lúc lão thầy Pháp ấy chết, bà chỉ nhìn khẩu hình miệng được cứ thế liên tưởng ra, chứ nào có nghe rõ lời nào đâu. Gói xong bó hoa, bà liền nở một nụ cười cầu hòa rồi nói. Thôi, của cô chú hết 20 ngàn, để từ từ tôi thối tiền. Cô Huyền lúc này vẫn còn cảm thấy nóng lắm, nhưng thấy mình nhỏ tuổi mà đôi co với người lớn tuổi hơn thì cũng không phải, nên cũng nở một nụ cười tỏ vẻ nguôi giận, đưa tay ra đón lấy bó hoa. Sau đó đẩy số tiền thừa về phía bà Tám nói. Thôi, cô dự có đáng là bao nhiêu, cô cứ cầm lấy. Rồi đứng dậy theo chồng bước lên xe rời khỏi đó, để lại mấy bà ở lại bàn tán về cái vụ tai nạn xảy ra lúc sáng. Trong lúc mấy bà đang hăng say thì chả biết ở đâu, thằng Hội đi tới vỗ tay lên cái bàn rầm, gióng giạc hô. Bà Tám cho đĩa kẹo rồi, một ấm trà thật đặc. À, thêm mà nửa gói thuốc còn thằng Long. Bà Tám mở tủ lấy gói thuốc cho thằng Hội, xong không quên liếc ánh mắt về phía con Ma Đề, nhếch miệng nói. Gớm, chú Hội này hút cả thuốc thằng Long cơ đấy. Thằng Hội thấy bà chủ quán có ý nhắc mình vụ thiếu tiền, liền móc ra mấy trăm ngàn đặt lên bàn nói. Ồ, thế bác nghĩ tôi không đủ tiền trả chầu này hay sao? Nói cho bác biết chiều qua, tôi mới ăn con lô 53. Tiền sư nhà nó nuôi cả tháng đớp của tôi bao nhiêu tiền, bây giờ mới chịu nhả cho ăn. Đoạn nó vớ lấy chén trà nóng hút cái rụt, xong lại phồng má lên xúc miệng nghe rụt rụt. Bà Tám thấy số tiền trên bàn, liền vơ lấy đếm đếm, thấy cả mới lẫn cũ còn dư mấy chục ngàn thì lại toét miệng ra cười. Ây là tôi nói vậy chứ có ý gì đâu, mà để tôi trả chút tiền thừa này. Bà cứ giữ lấy, chả mấy khi thằng này trúng lô phải tán lộc cho có may chứ. Dứt lời thằng Hội đứng dậy đi về phía làng Hạ. Một bà cụ ngồi ở quán nước phe phẩy cái quạt nan, nhìn theo bóng lưng nó nói. Chắc cả cụ cậu hôm qua ăn lớn lắm, bình thường đến thuốc lào còn phải sang xin hút ké nhà ông tôi, chứ nói gì đến kẹo lạc với trà thăng long. Bà Lan ngồi ở góc cũng thêm vào. Gớm, có tiền thì cũng trưởng giả học làm sang, qua mấy ngày nữa nướng vào bộ môn số học lại nhích ngay ấy mà. Bà Lan vừa nói đến đây cũng là lúc Tư Nát từ đâu đi tới. Vừa thấy vợ mình, lão đỏ bừng mặt lên quát lớn. À, mà cha cái con mụ này, chưa chơi chưa chặt rồi mà còn chưa chịu về thổi cơm cho bố mày ăn à. Xong lão ta vùng cái chai nút chuối định đập, nhưng đã bị mụ vợ chộp lấy. Tiện đà bà Lan kẹp luôn cổ chồng vào giữa hai đùi, vung tay như cái quả Phật thủ vả vào mồm. À, nay học đâu cái thói dám láo với bà. Lão Tư Nát vừa được các chiến hữu trên bàn nhậu bày cách bật vợ, chưa kịp thực hiện đã bị đánh cho tơi tả thì hốt lắm. Bao nhiêu chất men trong người bay biến hết. Ôi giời ơi, tha cho tôi. Ôi đau, mẹ cha cái thằng Mạnh bán cháu lòng nhá. Tiền sư mày xúi dại ông bật vợ. Ôi giời ơi, tha cho tôi. Mấy người ở quán nước thấy tình cảnh giờ khóc giờ cười liền can ra. Chứ không để một lúc nữa có khi cái lão không sợ trời chả sợ đất ấy bị nóc nhà bà cho lên bàn thờ ăn chuối cả vỏ, ngắm gà nguyên con. Vậy là ở cái quán nước ấy được một dịp náo loạn, mãi bà Lan mới để cho ông chồng mình thoát một mạng. Về phần chú Huy, thấy cô Huyền sau khi lên xe đi một đoạn xa, vẫn còn cảm thấy bực bội liền nói.
Mấy bà bán nước hay nhiều chuyện, em để ý làm gì? Nhưng đây là nói về mẹ em đấy, bà cụ có làm gì đến... Cô Huyền nói giọng vẫn còn ấm ức. Thôi thì mình cứ coi như mấy bà ấy chưa nói gì đi. Miệng thiên hạ chứ có phải miệng chung miệng vại đâu mà bịt được. Cô Huyền nghe chồng mình nói vậy chỉ khẽ gật đầu một cái. Vừa lúc này chiếc xe cũng đến trước con đường dẫn vào nghĩa trang. Cô ôm bó hoa tươi cắm lên mộ mẹ mình mà trong lòng cảm thấy nóng như lửa. Cảm giác ấy rất giống với cái hôm hai vợ chồng cô nhận được hung tin mẹ mình mất. Nãy giờ không hiểu sao em cứ cảm thấy bất an. Chú Huy đang đứng trước mộ mẹ vợ lầm rầm khấn vái. Nghe vợ mình nói vậy liền quay qua đáp. Chắc do em suy nghĩ chuyện lúc nãy nên mới vậy, chứ không có chuyện gì đâu. Cô Huyền nghe chồng nói vậy cũng cho rằng ấy là do mình khéo lo, nên cũng cố gạt nó qua một bên. Nhưng chả hiểu sao cả ngày hôm ấy, vợ chú Huy cứ cảm thấy lo lắng không nguôi. Và không chỉ có cô Huyền mà bà Thảo cũng cảm thấy nóng ruột, cứ đi ra đi vào, chồng rối hết cả mắt. Đến tối sau bữa cơm, ông Hiếu pha một ấm trà nóng. Đoạn tiến đến chỗ bàn thờ của mẹ mình khấn vái điều gì đó trông có vẻ rất thành tâm. Rồi ngồi quay sang phía mấy người em mình, bắt đầu nói. Hôm nay tôi và cô chú có mặt tại đây để bàn về chuyện chia miếng đất của bà cụ để lại. Ông Nghĩa nghe vậy liền nói. Thôi, bọn em đến đây vì chuyện gì ai chả biết. Bác cứ vào thẳng vấn đề kẻo phí thời gian. Ông Hiếu nghe mình nói vậy, lấy trong cặp ra tờ giấy đưa cho chú Huy. Vì bà cụ ra đi đột ngột không để lại di chúc, vì thế anh em ta chỉ có thể chia bằng miệng. Chú ghi lại cho tôi để có gì ngày mai ra xã ký nhận việc anh em chia đất. Đoạn đưa tay lên miệng ho khan mấy cái nói. Bây giờ thế này, về phần cô Huyền, ngoài cây lược ngà lúc sáng có nhắc tới, còn có mấy cây vàng mấy năm nay bà cụ vẫn giữ. Này tôi tính nhường hết cho con út. Dù gì cô Huyền ở trên Hà Nội cũng chả mấy khi về, nên phần đất cát tổ tiên chúng tôi nhận phần coi sóc. Nói rồi ông Hiếu lấy cái túi lụa màu đỏ có phần cũ kỹ, sau đó tháo sợi dây đổ ra cái đĩa sứ mấy thỏi vàng cùng với trang sức đưa về phía cô Huyền. Sau người con trưởng của bà Năm hướng ánh mắt về phía ông Nghĩa nói. Về phần chú, tôi thấy mấy mảnh đất đang vào quy hoạch, chú lấy đằng đông phần nhiều hơn, còn tôi anh lớn sẽ chịu phần thiệt hơn. Vì thế tôi nhận phần bên tây đất, bên ấy ít hơn. Riêng căn nhà này tôi tính... Ông Nghĩa nghe anh mình nói đến đây thì ngay lập tức đứng phát dậy. Bởi mấy lô đất bên đằng Tây nó ít thật, nhưng xét về giá trị thì nó phải gấp 5, gấp 10 mấy lô đất bên Đông cộng lại. Bác nói thế nào chứ? Em thấy bác chia vậy là không hợp lý. Bà Thảo nghe vậy liền lên tiếng phản bác. Thế chú xem thế nào là không hợp lý? Mấy mảnh đất bà cụ để lại chia ra cho hai anh em đều được nằm trên mặt đường cả. Chứ có phải cho chú phần đất trong hẻm trong hốc đâu. Đã thế chồng tôi để cho chú phần nhiều hơn, chứ có vơ vét miếng nào. Bà Trang cũng tính thêm vào. Vâng, nhưng cái phần ít của hai vợ chồng bác nó lại chả lợi quá còn gì. Cô xem lợi chỗ nào, nói tôi xem thử coi nào. Bà Thảo chống nạnh nói lớn. Cả hai lúc này cũng sẵn sàng khẩu chiến thì ông Hiếu đập bàn một cái rầm rồi nói. Im hết coi. Chuyện anh em chúng tôi bàn bạc ra sao, chưa đến hai bà lên tiếng. Bà Trang định nói gì đó thì bị chồng cản lại. Thế bà có để yên cho anh em chúng tôi bàn chuyện không hả? Cái thứ đàn bà đây. Ông Nghĩa chưa kịp nói hết câu thì ở ngoài sân có tiếng người hô lớn. Tiền sử cha anh em nhà cái thằng Hiếu Nghĩa đâu rồi? Ông Hiếu nghe thấy vậy liền tiến đến chỗ bậc cửa, thò đầu ngó ra ngoài sân, thì thấy cái lão tử nát đang đứng đó. Chỉ khác là hôm nay lão ta lại không cầm theo cái chai nút chuối. Chắc là sự âm của mấy cú vả sáng nay vẫn còn, làm cho con ma men trong người ông ta khiếp hồn không dám nhập. Vừa thấy người trong nhà ló đầu ra, ông Tư chỉ thẳng mặt chửi ngay. Mẹ cha vợ chồng cái thằng Hiếu Thảo nhớ. Còn chúng mày bị chết đuối ở cái ao làng hạ mà chúng mày còn thập thò thò trong đấy hả? Ông Hiếu nghe lão hàng xóm của mình nói vậy thì cũng bán tín bán nghi. Đúng là lúc nãy thằng Tú có xin đi qua làng bên chơi, nhưng cái ao đầu làng hạ ấy mùa này nước chỉ đến đầu gối, mà con mình lại bơi giỏi nhất nhì làng thì lấy đâu ra chuyện chết đuối liền hỏi. Thế có đúng là con trai cháu không, hay chú Tư lại nhìn nhầm? Lão Tử Nát nghe thấy ông Hiếu nói vậy thì đỏ bừng mặt
chỉ tay vào trong nhà rồi nói lớn. Tiền sư mày chứ, không phải con trai mày chết ở đây thì là bố tao à? Người làng, người nước, người ta kéo nhau ra đấy đầy cả rồi. Bà Thảo nghe đến đây, liền kết lại với việc từ sáng tới giờ, ruột gan mình cứ nóng như lửa đốt, thì không khỏi bù lu bù loa lên. Ôi thôi chết rồi, con ơi là con. Cái bà này, từ từ xem nào, để tôi ra đó xem sao. Cứ cả lên, lại tính rủa cho cái thằng đích tôn này chết đấy hả? Chú Huy ở trong nhà lúc này cũng đi ra chỗ cái xe đậu ở sân nổ máy nói. Thôi, chú Tử với anh lên xe, để con chở ra đó xem tình hình như thế nào. Chứ ở đây đâu có giải quyết được vấn đề gì. Nói rồi cả ông Hiếu, ông Nghĩa và lão Tư Nát leo lên xe để cho chú Huy chở thẳng tới cái ao ở làng bên ấy. Còn mấy bà vợ ở nhà, cô Huyền đoán là sự chẳng lành xảy ra cho gia đình anh trai mình đến mười mươi. Nhưng thấy bà Thảo cứ bù lu bù loa, đành lựa lời nói. Thôi, cái lão Nát Triệu ấy nói ở cái làng này mấy ai mà tin được đâu chị ơi. Chắc lại nhìn gà hóa quốc đấy. Nhưng tôi thấy nóng ruột lắm cô ạ. Bà Thảo run run tay, gạt nước mắt, run run giọng rồi nói. Bà Trang cũng thêm vào. Gớm, ba cứ khéo lo. Khi nào mấy ông ấy đến là biết ngay ấy có phải là thằng Tú hay là không ngay ấy mà. Bà Thảo nghe vậy thì quay vào nhà không nói gì. Còn cô Huyền lại chỗ cái bàn thờ của bà Năm, chắp tay khấn vái, xin mẹ mình phù hộ cho thằng cháu tai qua nạn khỏi. Nhưng chưa kịp dứt lời khấn thì bỗng nhiên ở cái bát hương nơi có mấy cây nhang ông Hiếu vừa mới cắm xuống đột nhiên bùng cháy dữ dội, làm cho cô giật mình lùi về phía sau một bước. Lúc này quẹ ở giữa bắt lửa cháy nhanh hơn, thành hiện tượng hai dài một ngắn, hiện tượng kiêng kỵ nhất nhì của việc đốt nhang cho gia tiên. Dưới ánh lửa bập bùng liếm lên ba cây nhang đang cháy dở, ánh mắt trên tấm di ảnh của bà Năm cũng trở nên vặn vẹo. Dập lửa ngay! Bà Trang đứng ở đằng sau hô lớn, đoạn lấy tấm vải ướt trùm lên bát nhang dập tắt ngọn lửa. Vừa hay lúc này tiếng chuông điện thoại của cô Huyền vang lên. Cô Huyền bắt máy bên đầu dây kia, giọng chú Huy nói. Thằng Tú chết thật rồi, nó chết đuối, anh vừa mới gọi cho bên pháp y tới. Bên kia chú Huy thông báo tin dữ về cho vợ mình xong, liền cúp máy. Đoạn quay qua phía ông anh vợ mình đang đứng sững sờ bên bờ ao, hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía xác thằng con trai mình. Ở giữa ao nơi ấy nước chỉ xăm sắp đầu gối, vậy mà không hiểu tại sao thằng con ông Hiếu lại có thể chết ngạt ngay dưới đó. Nhưng điều làm cho người làng thấy thất kinh chính là cái xác đang trong tư thế quỳ gối úp mặt xuống nước, và hai cánh tay bị bẻ gập về phía sau của thằng Tú, cứ như thể đã bị ai đó dìm xuống ao cho chết hẳn. Ông Hiếu đứng lặng người một lúc rồi từ từ bước xuống mép nước, định kéo xác thằng con trai mình lên bờ thì bị chú Huy kéo lại. Thôi, bác Hiếu cứ đợi cho đội pháp y xuống xem sao, chứ bây giờ đưa cháu nó lên lại hỏng hết hiện trường. Ông Hiếu nghe thấy vậy trong lòng nóng ruột lắm, nhưng nghĩ cũng đúng. Nếu bây giờ mình xuống đấy biết đâu phá hỏng hiện trường, đến lúc đó oan tình của con trai mình e rằng khó giải. Rồi trong suy nghĩ rối bời, ông Hiếu tự nhiên nhớ đến cái tên trùm giang hồ luôn ám ảnh tâm trí mình mấy tháng nay. Chả lẽ chính hắn đã ra tay với con trai ta? Người con cả của bà Năm bất giác thốt lên. Chu Hy đứng bên cạnh nghe không rõ, tỏ ra khó hiểu nói. Bác nói sao? Ai? Ông Hiếu thấy vậy vội xua tay nói. Không, không có gì. Đoạn ông ta lùi ra một góc lấy cái điện thoại di động, bấm số gọi cho một ai đó. Sau một hồi tuôn tút, đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm đục của gã tâm đồ tệ. Alo, có chuyện gì mà chú gọi cho tôi giờ này thế? Ông Hiếu gằn giọng. Thời hạn trả tiền của tôi cho anh chưa tới, tại sao anh lại ra tay với con trai tôi? Ra tay? Chú nghĩ cái gì đấy? Thằng con trai tôi vừa mới chết, lạc chết đuối ở cái ao cạn đấy. Nếu người của ông... Đầu dây bên kia có tiếng đập bàn nghe cách rầm, kèm theo giọng nói lớn. Tôi là người có quy tắc, chưa đến hẹn thì không có chuyện con nợ của mình rơi một cọng tóc. Với lại trên giang hồ, tôi không thích ra tay với vợ và con của họ. Vì thế tôi e rằng chú đang hiểu lầm tôi đấy. Ông Hiếu nghe nói vậy chỉ biết im lặng.
Bên kia gã tâm đồ tệ lại nói tiếp. Chuyện của con trai chú tôi có lời chia buồn. Còn số tiền nợ một tuần nữa không trả đủ thì chú cứ tự hiểu. Dứt lời, đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút dài. Độ nửa tiếng sau, mấy người trên đội pháp y mới xuống tới. Sau khi rào quanh hiện trường, họ cử hai chiến sĩ cảnh sát xuống đưa xác thằng Tú lên bờ. Bấy giờ dưới ánh đèn chiếu xuống chỗ tổ pháp y làm việc, người ta mới thấy khuôn mặt của thằng Tú vặn vẹo, thất khiếu không ngừng chảy máu, trông rất đáng sợ. Ở một góc gần đó, ông Tư Nát đang đứng run run cạnh một chiến sĩ công an kể lại. Thưa đồng chí công an, tôi là người đầu tiên nhìn thấy xác thằng cu Tú. Người cảnh sát nọ thấy ông Tư Nát mất bình tĩnh liền nói. Vâng, có gì chú cứ từ từ bình tĩnh kể lại cho cháu nghe. Một người dân đứng cạnh đó thấy vị cảnh sát đó nói vậy, liền nói chen vào. Ông ấy thiếu rượu mới run vậy á chú. Anh chiến sĩ nọ nghe vậy liền quay qua nói. Vâng, chúng cháu chỉ có thể lấy lời khai của người tỉnh táo. Đoạn quay qua nói với ông Tư Nát. Chú có sẵn sàng chưa? Cái thằng này, tao không tỉnh táo chắc giờ này tao lại họ bố mày lên trời rồi. Thế bây giờ có nghe kể không? Để tôi còn về với cái con mụ vợ ở nhà. Dạ vâng, chú kể đi, cháu sẵn sàng nghe. Nói rồi người đó lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ chuẩn bị ghi chép. Ông Tư Nát chép miệng mấy cái rồi bắt đầu kể lại. Lúc đó là vào khoảng 7 giờ tối. Ông Tư ngồi trước hiên nhà nhìn ra ngoài ngõ. Từ chiều đến giờ không có giọt rượu nào vào người nên một miệng cứ cảm nhạt toẹt. Trong lúc đang thèm chất giấm cào thì có tiếng của một thằng nhóc độ 16-17 từ ngoài ngõ nói vọng vào. Ông Tư ơi, bố cháu mời ông qua nhà ăn thịt chó. Ông Tư nghe vậy vui lắm, liền thò mặt vào bên trong nhà quan sát. Thấy mụ vợ mình đang ngủ say, lão mới dám lọ mọ mò ra cổng. Rồi nói. Thế cái thằng cháu họ nhà tao này có chuyện gì mà thịt chó mời chú nó thế? Thằng nhóc đó đáp lời. Nghe đâu bố cháu mua được con chó to lắm về làm đồ nhậu. Nói rồi nó lên xe đạp đi mất. Còn ông Tư cũng mau chóng bật đèn đi về phía làng hạ. Kể đến đây, ông Tư quay qua, nuốt một miếng nước bọt rồi nói. Mẹ cha nó, chưa kịp qua tới nhà thằng Cú Chiến uống rượu thì gặp cảnh này. Mẹ nó chứ, lúc đó thấy cái xác thằng con nhà Hiếu ở dưới nước, tôi lại cứ tưởng đó là con bê nhà ai bị lạc. Tính bắt về biết đâu ngày mai lại có người mang rượu thịt qua chuộc. Ai mà ngờ đâu khi tôi vừa lội xuống nhà thì mới phát hiện ra đó chính là xác chết của thằng con cả nhà ông Hiếu. Hoảng quá, tôi mới chạy lên bờ hô hoán mọi người đến, rồi chạy về nhà báo tin cho người nhà bà Năm. Người cảnh sát nọ ghi lại lời ông Tư Nát, đoạn hướng ánh mắt qua hỏi. Chú có nhớ lúc phát hiện nạn nhân là vào lúc mấy giờ không? Ông Tư đang bon miệng kể cho mấy người nghe thấy vậy, liền xua tay nói. Người quê bọn tao có xài đồng hồ đâu mà giờ mới trả giấc. Bà Tám cũng thêm vào. Người nhà quê chúng tôi chủ yếu nhìn vào ánh trăng để xem thời gian thôi, chứ buổi tối có đi đâu mà quan tâm. Người cảnh sát đỏ khẽ gật đầu một cái nói. Vâng, cảm ơn các bác. Có gì phía cơ quan công an chúng tôi sẽ thông báo cho bà con được biết. Nói xong người nọ đi tới chỗ mấy người đồng nghiệp của mình. Lúc này một người bác sĩ pháp y đang chuẩn bị rạch vết dao đầu tiên lên cố thi thể lạnh ngắt của thằng Tú. Này anh Sơn, nãy giờ có thu thập được thông tin nào quan trọng không? Vị bác sĩ hỏi. Người cảnh sát đáp. Có một người dân nói ông ta là người đầu tiên nhìn thấy cái xác, còn lại vẫn chưa thu thập được thông tin gì nhiều. Mà anh có thể đoán cậu thanh niên này tử vong lúc mấy giờ không? Theo kinh nghiệm của tôi thì nhìn vào tử trạng có thể áng chừng cậu ta chết cách đây hơn 3 tiếng, tức là vào khoảng 7 giờ tối. Còn muốn biết chính xác thì phải đợi tôi khám nghiệm tử thi đã. Vị bác sĩ pháp y trả lời, đoạn ông ta đặt con dao lên trên bụng nạn nhân, dùng một lực vừa đủ kéo một đường rạch xuống. Từng lớp thịt da trên dần dần được cắt ra, để lộ bộ nội tạng cứ thế sổ đầy ra tấm bạt trải dài trên nền cỏ. Trông chả khác gì cảnh mấy ông đồ tể mổ xác heo. Một số người hiếu kỳ thấy cảnh tượng này cũng bắt đầu rùng mình sợ hãi, lắc đầu lẻ lưỡi bỏ đi chỗ khác. Có một vài người còn chút can đảm thì chỉ dám ở lại đến lúc vị bác sĩ kia rạch cái dạ dày của nạn nhân.
Khi lưỡi dao vừa cứa ngang qua thì từ bên trong cái túi thịt ấy trào ra, nào là máu, bùn đất cùng với nước bốc mùi tanh hôi vô cùng. Đến lúc này thì chả ai bảo ai, họ phi thẳng ra chỗ bụi tre gần đó, phun hết số thức ăn mới nạp vào. Ở phía bên kia, ông Hiếu vẫn đứng đó nhìn về phía cái xác của thằng con trai mình một cách thẫn thờ. Ông không biết kẻ nào đã cướp đi mạng sống của thằng con trai ông đặt nhiều niềm tin nhất. Bởi thằng Tài, con thứ của người con cả bà Năm, đích thật là một đứa có đầu óc kém phát triển. Năm đó nếu không vì cái thai đã quá lớn, không thể hủy được, cho nên ông đành phải giữ lại, chứ không thì giờ này. Sau một hồi, người ta đưa cho ông Hiếu một tập hồ sơ, báo cáo quá trình khám nghiệm tử thi. Kết quả là không tìm ra được bất kỳ chứng cứ nào cho thấy nạn nhân bị tác động vật lý từ người thứ hai. Về phía tổ điều tra cũng cho thấy, tại hiện trường, ngoài dấu vết do nạn nhân để lại, chỉ có dấu chân của ông Tư Nát. Nhưng cái lão nát rượu ấy lại có đủ chứng cứ ngoại phạm, vì thế cũng mau chóng bị loại ra khỏi diện tình nghi. Ông Hiếu sau một hồi cố giữ bình tĩnh để đọc biên bản khám nghiệm, xong đặt bút ký tên rồi quay sang phía em rể. Ánh mắt ông ta lúc này đã vằn vện những tia máu đỏ lừ, hai tay siết chặt cứng, hàm răng nghiến vào nhau không nói nên lời. Chu Hỷ thấy vậy, liền đặt tay lên vai anh vợ mình rồi nói. Thôi bác, đằng nào cháu nó cũng mất rồi, giờ mình phải giữ bình tĩnh để lo hậu sự cho nó. Ông Hiếu nghe vậy liền gật đầu, cố gắng lắm mới có thể thốt ra được mấy câu. Chú giúp tôi đưa xác thằng Tú về phố huyện, còn tôi sẽ chở mẹ con thằng Tài về sau. Ông Nghĩa đứng cạnh, nghe thấy vậy liền nói. Em nghĩ mình nên làm cái đám cho cháu nó ở quê nhà, để nó được nằm với tổ tiên. Chứ nơi phố huyện xô bồ có ai thân thích đâu. Tùy chú. Ông Hiếu trả lời, đoạn rời khỏi hiện trường đến một góc vắng, đút điện thoại gọi cho bên dịch vụ mai táng. Chả mấy chốc nơi sân nhà của bà Năm lại một lần nữa được bắc rạp treo cờ. Lúc này trời cũng bắt đầu sáng, người dân hiếu kỳ cũng kéo đến, phần để xem, phần để chia buồn cho sự ra đi quá đột ngột của thằng cháu đích tôn bà cụ. Ở quán nước nhà bà Tám, người ta cứ thế bàn ra tán vào cho đến gần trưa, có người còn mạnh miệng nói rằng bà chết chưa đầy một tuần cháu đã đi theo, thì ấy chắc hẳn là dính trùng tang rồi. Rồi đám trả dư tử hậu ấy lại mang cái hiện tượng trùng tang liên táng thêm mắm dặm muối đồn sang mấy làng lân cận. Người làng thường có quan niệm người trẻ chết trước cha mẹ là bất hiếu. Chả thế mà các cụ trong làng thường hay nói phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Vì thế mà không được gọi là phường bắt âm đến tấu nhạc. Thậm chí trong trường hợp chết đường chết chợ, xác không được mang vào nhà mà phải quàng ở ngoài sân. Trời cũng dần về đêm, những người khách cũng bắt đầu ra về gần hết, càng làm cho cảnh tượng bên trong cái đám tang đứa cháu đích tôn của bà Năm càng thêm buồn tủi. Giữa cái rạp đám bắc ở giữa sân, chiếc quan tài màu đen nằm lạnh lẽo không kẹt không trống, chỉ còn tiếng khóc nỉ non ai oán của bà Thảo thay cho lời tiễn biệt thằng con đầu lòng của mình. Ông Hiếu nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng cảm thấy xót hết cả ruột, nhưng cũng chả biết làm gì hơn. Mãi không chịu được, cuối cùng ông rít lên. Bà có im đi không? Khóc lóc sốt hết cả ruột. Bà Thảo nghe thấy vậy, liền quay qua chỉ thẳng tay vào chồng mình rồi nói. Còn tôi sốt, ông là cái đồ. Chứ chả lẽ nó không phải con tôi à? Để im tôi xem. Chứ ông xem cái gì, nếu không vì ông... Bà Thảo nói đến đây liền dừng lại, vì dù gì chuyện này cũng không nên để lộ ra cho làng xóm biết. Ông Nghĩa thấy vậy cũng lựa lời khuyên bảo chị dâu. Thôi, chị cứ bình tĩnh xem nào, chứ đằng nào cháu nó cũng bán số rồi. Ông Hiếu bấy giờ cũng lấy lại được bình tĩnh, dịu giọng nói. Thôi, bà bớt bù lu bù loa lên đi. Của đau còn sót, nhưng bà cứ thế cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì. Đoạn ông quay sang nói với em trai mình. Bà cụ mới chôn chưa được bao lâu, mà thằng con trai tôi đã nối gót đi theo. E rằng trong chuyện này phải có sự tâm linh nào đó. Ông Nghĩa nghe thấy vậy, liền gật đầu đáp lời. Vâng, em nghĩ bác nên lên phố huyện, hỏi thử cái ông thầy Phong xem như thế nào. Chứ từ đêm qua tới giờ em cứ cảm thấy trong lòng bất an làm sao ấy. Chu Hỷ đang đứng tiếp khách ở gần đó, nghe thấy anh vợ mình nói vậy,
liền quay qua hỏi. Thầy Phong có phải là lão người Tàu có mặt trong đám tang bà cụ hôm bữa không bác? Ừ, đúng rồi, chính lão đó. Ông Hiếu quay sang trả lời, xong chỉ thấy thằng em rể mình thở hắt ra một hơi. Sáng hôm qua em đi ngang quán nước đầu làng, thầy bà Tám nói ông thầy Pháp ấy bị xe cán chết hôm bữa rồi. Ông Nghĩa nghe thấy vậy không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên, vội hỏi lại. Chú nói sao? Ông thầy ấy chết rồi, làm sao lại chết cơ? Chuyện này em chỉ nghe bà chủ quán nước kể sơ qua, chứ em cũng không rõ lắm. Ông Hiếu bấy giờ đã rút cái điện thoại ra bấm số, miệng lẩm bẩm. Để tôi gọi cho lão ta xem như thế nào đã, chứ lời của cái bà Tám bán nước ấy cũng chả đáng tin lắm. Cha thằng Tú vừa dứt lời, cũng là lúc âm thanh tút tút dừng hẳn, mà thay vào đó là tiếng kèn sô na vang lên chóe chóe. Alo, alo, phải thầy Phong đấy không? Mãi không thấy phía đầu dây bên kia trả lời, ông Hiếu định cúp máy thì bên trong loa vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Vâng, đây là số của thầy Phong, nhưng... Đến đây đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nấc, giọng người phụ nữ cũng trở nên nghẹn lại. Ông Hiếu thấy vậy đoán chắc người bà Tám nhìn thấy hôm bữa chính là lão thầy Tàu rồi, thì lặng đi mấy giây không nói thêm câu nào. Người bên kia sau vài giây cũng kìm nén được một chút xúc động rồi nói. Ông nhà tôi mất hôm bữa rồi. Vậy sao ạ? Thành thật chia buồn với gia đình. Ông Hiếu nói đoạn cúp máy rồi quay qua nói. Thôi, trời cũng tối muộn rồi. Bà với mọi người vào trong nhà ngủ đi, để tôi ở lại canh quan tài thằng Tú cho. Nói rồi, ông ta xách cái ghế nhựa đi tới chỗ cái quan tài của thằng con trai mình ngồi xuống. Đoạn đút bao thuốc trong túi áo ra châm lửa rít một hơi dài. Ông Nghĩa cùng với chú Huy thấy vậy cũng kéo hai cái ghế ngồi cạnh bên. Cả ba người bây giờ chỉ biết ngồi lặng lẽ, không nói với nhau câu nào. Thời gian cứ thế trôi qua một cách nặng nề cho đến nửa đêm. Lúc này cả ba người ngồi bên ấm trà đã cạn, bởi từ nãy đến giờ cũng chả ai muốn pha thêm ấm mới. Trên tay ông Hiếu những điếu thuốc không ngừng được châm lên rồi lại tàn lụi đi, để lại khoảng không gian lờ mờ dưới ánh đèn dây tóc màu vàng nhạt nồng nặc mùi khói thuốc. Trong lúc còn đang cục đầu suy nghĩ về cái chết quá bất thường của con trai mình, thì ông Hiếu nghe bên tai mình như có tiếng chân của một người nào đó từ ngoài cổng bước vào. Theo phản xạ, ông hướng ánh mắt về phía đó xem là ai mà lại tới đám tang giờ này. Nhưng trước mắt, cha thằng Tú lúc này chỉ là một con ngõ vắng tanh. Âm thanh tiếng chân người lại một lần nữa đi sâu vào trong lỗ nhĩ ông Hiếu. Lần này ông Hiếu cảm thấy nó sống với tiếng của một ai đó đang lội bị bõm dưới nước hơn là đi bộ trên bờ. Quái lạ, xung quanh đây đâu có vũng nước nào đâu. Ông Hiếu lẩm bẩm một cách khó hiểu, xong quay sang phía ông Nghĩa thấy cả hai người họ đã dựa lưng vào ghế ngủ say từ lúc nào. Cùng lúc này, bên tai ông lại vang lên một giọng nói nghe rất thân thuộc. Nghiệp là nghiệp đấy. Ông Hiếu nghe thấy vậy liền thốt lên trong vô thức. Thằng Tú, mày về phải không con? Rồi hai chân cũng ngay lập tức phóng vụt ra ngoài cổng. Nhưng cũng như lúc nãy, phía bên ngoài chỉ là một cảnh tượng vắng vẻ không có gì bất thường. Chú Huy cùng với ông Nghĩa đang ngủ, nghe thấy động cũng bừng tỉnh chạy ra hỏi. Có chuyện gì thế bác? Hình như lúc nãy tôi nghe thấy thằng Tú nó về. Ông Hiếu đáp. Chú Huy nghe xong ngáp một cái rồi nói. Chắc bác nhớ cháu nó quá nên tưởng tượng ra vậy thôi, chứ em với bác Nghĩa nãy giờ có thấy gì đâu. Đúng là không thấy thật, nhưng rõ ràng lúc nãy tôi nghe thấy giọng thằng con trai tôi, cứ như thể nó đứng ngoài ngõ gọi vào. Vừa nói, ông Hiếu vừa chỉ tay về phía cái cổng. Bất chợt ông ta giật mình lắp bắp nói không thành lời. Nó Chú Hì thấy thái độ của ông anh rể của mình như vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì mà bác hoảng hốt thế? Ông Hiếu chỉ đưa ngón tay run run chỉ về phía cánh cổng, không nói thêm được lời nào. Cả hai người cùng hướng ánh mắt về phía ấy, rồi ngay sau đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém. Thậm chí ông Nghĩa còn suýt nữa la toáng lên, vì trên cánh cửa cổng lúc ấy xuất hiện chi chít những vết tay người dính bùn đất đen xì xì. Chúng cứ lần lượt xuất hiện rồi lại biến mất không để lại dấu vết gì.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chú Huy cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên thốt lên. Thứ này là sao? Nhưng vừa mới dứt lời thì bên tai vang lên một tiếng rầm rất lớn. Rồi ngay sau đó có một cỗ kình lực nào đó kéo cả ba người ngã xuống đất. Ông Hiếu cũng bị lực tác động làm cho tối tăm mặt mày. Phải mất độ hơn chục giây sau mới có thể mở mắt được, thì lại thấy mình vẫn còn đang ngồi ở trên ghế. Theo phản xạ, ông Hiếu ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cổng, thì thấy những dấu tay in trên đó đã hoàn toàn biến mất. Bấy giờ, ông mới biết mình vừa trải qua một cơn mộng mị. Quay sang bên cạnh thấy ông Nghĩa và người em rể của mình vẫn còn trong giấc chiêm bao. Ông Hiếu đang định đi vào nhà rót ấm nước cho tỉnh ngủ, thì nghe thấy tiếng hai người còn lại thốt lên. Thằng Tú! Rồi cả hai cùng nhìn về phía cánh cổng, ánh mắt tỏ vẻ rất ngạc nhiên, chả khác gì ông Hiếu khi nãy. Chú Huy sau một vài giây lấy lại được chút bình tĩnh rồi mới nói. Em mới chìm bao thấy thằng Tú nó về. Ông Nghĩa nghe thấy vậy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém, liền quay qua nói. Sao chú cũng mơ thấy thằng Tú á? Ông Hiếu thấy vậy bấy giờ mới lên tiếng. Vậy là cả ba người chúng ta đều mơ thấy thằng con trai tôi nó về, ắt hẳn là có chuyện gì khúc mắc. Nhưng bây giờ biết kiếm ông thầy nào đáng tin tưởng để nhờ, đến cả ông thầy Phong. Ông Nghĩa nói đến đây bỗng dừng lại, hai vai bất giác rùng mình lên một cái. Bởi cái tên thầy Phong, nếu ông ta chết đi thì chả phải cái thứ tà thuật yểm trên người bà Năm sẽ bị mất tác dụng trong nay mai. Và có thể cái chết của thằng Tú chính là dấu hiệu cho thấy tai họa từ việc làm vô đạo đức của hai người bắt đầu ập xuống. Càng nghĩ, mồ hôi trên trán người con trai thứ của bà cụ lại càng thi nhau tuôn ra như tắm. Chú Hy thấy vậy nói. Bác cứ bình tĩnh, dù gì đây cũng chỉ là một giấc mơ. Để mai đưa thằng Tú ra đồng, em với bác Nghĩa đi lên phố huyện một chuyến. Biết đâu trên ấy lại có ông thầy Pháp nào cao tay. Ông Hiếu nghe thấy em rể mình nói vậy thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lão thầy Phong là người cao tay ấn nhất nhì cái phố huyện, mới chết mất rồi còn đâu. Bác không nghe các cụ hay nói câu dao sắc không gọt được chuôi sao? Với lại trên đời này đâu ai là kẻ mạnh nhất. Biết đâu anh em chúng ta lại hữu duyên tìm được thầy cao tay về giải quyết cái vấn đề trùng tang gì đó. Chú Huy nói. Ông Hiếu nghe xong khẽ gật đầu. Chứ giờ tai họa tự dưng ập xuống gia đình, tôi có biết làm sao đâu. Có mỗi thằng con trai nối nghiệp thì nó lại bỏ cha bỏ mẹ về với tiên tổ. Thử hỏi có đau không cơ chứ? Nói rồi, ông Hiếu lại đưa tay lên quẹt nước mắt. Chú Hì lấy cái điện thoại đen trắng trong túi áo ra, nhèo mắt nhìn đoạn quay sang nói. Thôi, cũng sắp tới giờ đưa cháu nó ra đồng rồi. Có khi hai bác tranh thủ nghỉ một xíu đi. Chồng cô Huyền vừa nói dứt câu thì ở ngay trên tầng không vang lên một tiếng sấm nghe đinh tai nhức óc. Tiếp theo đó là âm thanh của một đàn quạ kêu lên, nghe ai oán thê lương vô cùng. Từng con một cứ thế vỗ cánh bay phành phạch trên nóc nhà bà Năm. Rồi chả biết từ đâu có một con cú mèo to phải cỡ con chó nhỡ từ đâu bay tới đậu lên ở cái trụ bê tông ở cổng. Sau đó hướng ánh mắt xanh lẻ nhìn thẳng vào trong nhà, rồi ngoạc mồm ra kêu en éc, khiến cho cả ba người ngồi canh quan tài đều thi nhau vãi mồ hôi hột, tay chân lạnh toát. Ông Nghĩa sau một hồi thất kinh cũng lấy lại được bình tĩnh, liền vớ luôn cái ấm trà dồn lực ném thẳng về phía con chim lợn. Chỉ nghe thấy bụp một cái, sau đó là âm thanh cái ấm trà rơi xuống đất vỡ vụn. Còn con vật kia vẫn đứng sừng sững trên cái trụ cổng. Nó sủ lông lên, lắc lắc mấy cái, sau đó gào lên một hơi dài, rồi mới chịu rời đi. Cả ba còn chưa lấy lại được tinh thần sau cái sự kỳ bí vừa rồi thì ở ngay bên trong nhà có tiếng bà Trang thét lớn. Không, thằng ơi, bớ làng nước ơi, ai cứu con tôi với. Ông Nghĩa nghe thấy vậy vội phóng thẳng vào trong nhà. Cùng lúc đó bà Trang vợ ông cũng vừa hay mở choàng mắt hướng ánh nhìn về phía chồng. Chồng mặt mũi vô cùng hoảng hốt, mồ hôi vã ra như tắm. Thằng Thắng, nó đâu? Bà Trang run giọng hỏi. Ông Nghĩa thở ra một hơi nói. Thì thằng Thắng nó ở trong buồng ngủ của nó chứ đâu. Đúng là mơ với cả mộng, làm hết cả hồn. Bà Trang nghe chồng nói vậy cũng chưa thấy an tâm, bởi hình ảnh thằng con trai cả bị con trâu trắng đầu làng nó húc cho thủng bụng, lòi cả ruột trong giấc mơ,
nó cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của bà ta. Thật sự thì trông nó chân thật lắm, cứ như thể chính bà Trang là người vừa mới trải qua sự vụ đó. Mà bà mơ cái gì mà la lối om sòm vậy? Ông Nghĩa hỏi. Bà Trang đưa tay kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán trả lời. Tôi mơ thấy thằng con mình bị trâu húc loi ruột ở bụi tre đầu làng. Nghe vợ mình nói vậy, ông Nghĩa liền phẩy tay một cái nói. Cái làng đông này từ lâu đã chả có con trâu nào lấy đâu mà húc. Gớm, trên tỉnh chúng nó mua trâu về làm món nhậu hết rồi. Đoạn đi vào nhà trong, định gọi thằng con trai cả mình ra diện kiến mẹ nó cho bà Trang an tâm mà ngủ tiếp. Nhưng khi đến trước cửa phòng thằng Thắng, chợt ông ta thốt lên. Ủa, thằng Thắng nó đi đâu rồi nhỉ? Bà Trang nghe thấy vậy trong lòng lại càng trở nên hoảng hốt, vội vàng tung chăn chạy thẳng về phía buồng ngủ ngó vào bên trong. Thấy mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp. Cái đài radio tàu mà ông Nghĩa mua cho nó ở tiết phố huyện vẫn còn đang phát một bài nhạc, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng thằng Thắng đâu cả. Lúc này bà Trang không còn kiểm soát được đôi chân của mình mà cứ thế lao ra khỏi cổng, hướng về phía bụi tre đầu làng. Ông Nghĩa thấy vậy cũng vội vàng chạy theo vợ mình, miệng kêu lớn. Này ba, từ từ đợi tôi với, chỉ là mơ thôi, có cần làm quá lên vậy không hả? Chú Hì thấy vợ chồng ông anh rể mình có thái độ hơi lạ, liền chạy theo xem thử xảy ra sự tình gì. Vậy là trên con đường vắng vẻ, ba người bọn họ cứ thế nối đuôi nhau hướng về phía đầu làng. Khi cả ba người vừa cách chỗ bụi tre ven con sông đầu làng khoảng 100 mét, thì hình ảnh của một người đang nằm co quắp dưới đất đập thẳng vào mắt họ. Bà Trang thấy vậy vội chạy bộ đến chỗ cái xác, rồi ngay sau đó mếu sạch mặt ra, miệng gào ầm lên. Ôi trời ơi, Thắng ơi là Thắng. Ông Nghĩa nghe thấy vậy thì bụt rùn hết cả tay chân, lật đật đi đến chỗ bà vợ. Dưới ánh trăng lờ mờ, ông Nghĩa nhận ra cái xác người thanh niên đang nằm bên cạnh gốc tre kia chính là thằng con trai mình. Bà Trang ôm cái xác của thằng Thắng đã cứng đờ từ lúc nào, trên ổ bụng còn bị một thứ gì đó đâm lủng một lỗ lớn, làm cho lòng ruột cứ theo đó mà sổ hết ra ngoài. Cái áo trắng mặc trên người cũng chuyển sang một màu đỏ quạch từ lúc nào. Ở trên khuôn mặt chia chít những vết bầm tím, thất khiếu vẫn còn rỉ ra một thứ chất lỏng màu đỏ nhạt. Ôi giời ơi, con tôi sao thế này? Ông Nghĩa hốt hoảng kêu lên. Chú Hì thấy cảnh tượng ấy trong lòng cũng cảm thấy rối lắm, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh nói. Hai bác bình tĩnh giữ yên hiện trường, để em gọi công an họ xuống. Đoạn chú lấy cái điện thoại ra bấm số gọi cho cơ quan chức năng, báo cáo tình hình. Độ hơn 30 phút sau có một chiếc xe cảnh sát chạy tới chỗ xảy ra vụ việc. Lúc này mấy người trong làng đông cũng bắt đầu một ngày làm việc mới. Thấy vụ việc họ lại xuống lại xem. Chả mấy chốc nơi ấy người ta bô đen bô đỏ bàn tán về cái chết của thằng con trai ông Nghĩa. Trong đó tất nhiên không thể thiếu bà Tám bán nước đầu làng. Bà ta lại mang cái chuyện cũ ra mà nói, rồi khẳng định cái gia đình ấy là bị trùng tang đấy. Về phía cơ quan chức năng sau một hồi điều tra, họ kết luận thằng Thắng chết là do bị trâu húc. Mà cũng chả cần mất nhiều thời gian, chỉ độ hơn 30 phút sau, có người nói thấy con trâu trắng đang đầm mình dưới khúc sông gần đó. Trên cái sừng nhọn hoắt của nó vẫn còn dính máu và một đoạn ruột cùng với phân bị mắc lại. Thấy người con trâu ấy tự nhiên nổi điên, phóng một mạch lên trên bờ, nhắm thẳng phía người dân lao tới với tốc độ kinh hoàng, làm cho ai nấy đều thất kinh hồn phách bỏ chạy toán loạn. Một người mặc quân phục thấy tình thế cấp bách liền lên nòng súng nhắm về phía con trâu điên xiết cỏ. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, viên đạn ghim thẳng vào mắt con trâu, nhưng nó vẫn còn đủ sức để lao về phía trước, khiến cho người cảnh sát nọ phải mở chế độ tự động xả đạn về phía con vật đang điên cuồng ấy. Vậy là trong một sát na, con trâu trắng đó bị ăn gần chục viên đạn vào người, nó mới chịu gục xuống. Trâu chết chả có ai nhận, nên người ta cũng chả biết ai là chủ của nó để bắt đền. Cuối cùng người ta đành phải xẻ thịt trâu ra để mang đi chôn. Còn xác của thằng Thắng được phía cảnh sát trả lại cho gia đình lo hậu sự. Lúc này ở phía nghĩa trang, người nhà ông Hiếu cũng bắt đầu lấp những nắp đất đầu tiên xuống cái huyệt mộ của thằng Tú. Vậy là cái nhà lớn nhà bà Năm tiện cái đạp đám người ta lại lập đám tang cho thằng Thắng. Chuyện cái quan tài trước chưa khiêng đi, cái áo quan sau lại mang đến, trở thành một chủ đề nóng bỏng tại quán nước nhà bà Tám. Chính vì thế mà hôm nay quán nước ấy từ sáng đến giờ cứ nườm nượp khách ra vào,
để nghe bà ta kể về cái vụ việc tâm linh liên hoàn xảy ra tại nhà bà cụ cuối làng. Về phía đám tang, cái quan tài thằng con trai cả của ông Nghĩa lúc này cũng đã được mấy tay âm công khiêng vào trong sân, đặt ngay ngắn đúng vị trí hôm qua người ta đặt cố áo quan của thằng Tú. Bà Trang thấy người ta đưa xác con trai mình về thì cứ thế nhào về phía nó mà gào khóc nghe rất thảm thiết, mặc cho ông Nghĩa và chú Huy ra sức cản lại. Còn ông Hiếu bấy giờ cũng chỉ biết ngồi một góc, mặt mũi thất thần, cắt không còn một giọt máu nào. Trong một giây phút sơ ý, ông Nghĩa để cho bà vợ vụt khỏi tay mình. Vậy là nhanh như cắt, bà Trang lao thẳng đến chỗ cái áo quan, ôm chầm lấy cỗ thi thể của thằng Thắng gào ầm lên. Ngay lúc đó từ thất khiếu, cái xác tự nhiên ọc ra cái thứ chất lỏng màu thâm xì hôi hám. Ông Nghĩa trong cái cảnh tượng đó thì không khỏi thất kinh hồn phách, miệng á khẩu mãi mới lắp bắp được mấy câu không rõ nghĩa. Thằng Thắng. Chồng bà Trang chưa kịp hết ngạc nhiên này thì đã đến bất ngờ khác, khi mà cái xác thằng con trai cả tự nhiên nhếch miệng lên cười một cách ma mị. Không những thế, bên tai ông Nghĩa còn vang lên những câu nói âm u như xoáy sâu vào trong não. Nghiệp là nghiệp đây. Chú Hì thấy ông anh vợ mình cứ đứng chết chân trước cảnh tượng ấy, vội giục: Thôi chết, mau kéo bác gái ra để cho đội âm công họ làm nhiệm vụ. Ông Nghĩa nghe em rể mình nói, giật mình chớp mắt một cái. Đến lúc nhìn lại thì thấy cái xác của thằng Thắng vẫn không có gì biến đổi cả. Trên khuôn mặt được phủ một lớp vất trắng, che đi những vết bầm tím, không hề có một vệt máu nào. Quái lạ, chả lẽ là ảo giác? Ông Nghĩa thắc mắc, đoạn tiến tới chỗ vợ mình nói: Thôi, bà lùi lại để cho người ta còn làm việc, không quá giờ tốt để tội cho con. Bà Trang vẫn ôm con khóc, mặc kệ những lời nói của chồng mình. Cực chẳng đã, ông Nghĩa đành phải dùng sức kéo vợ mình ra. Tuy nhiên so về thể trạng thì bà Trang ăn đứt ông Nghĩa, vì thế việc níu kéo cũng chả ăn nhầm gì. Chú Huy thấy vậy liền tới phụ ông anh rể kéo bà Trang ra, nhưng mẹ thằng Thắng nhất quyết không chịu buông tay ra khỏi cái xác của con trai mình. Phải khuyên bảo mãi vợ ông Nghĩa mới chịu lui ra, để nhân viên nhà quản làm nhiệm vụ tắm rửa vệ sinh cho người chết rồi bắt đầu nghi thức khâm liệm. Chả mấy chốc xác thằng Thắng đã nằm gọn trong cỗ quan tài. Lần này cái đám tang chỉ để được đến chiều, vì khi nãy ông Vinh qua đây chơi có nói với chú Huy rằng theo như ông xem sách thì thằng con trai nhà ông bà Nghĩa Trang chết trùng lại vào sở độc, cho nên phải mau chóng mang đi chôn rồi thỉnh thầy về giải trùng tang, chứ không khéo nó lại bắt cả họ. Trước khi về, ông cụ ấy gọi chú Huy ra một góc, sau đó đưa cho một tờ giấy, trong đó có ghi địa chỉ của một ông thầy tên Hiệp gì đó ở tỉnh bên. Chú Huy cầm tờ giấy định nói lại cho hai người anh vợ mình nghe, nhưng ông cụ Vinh ngăn lại dặn rằng: Anh có nói gì thì tùy, chỉ có việc đi mời thầy Pháp thì chỉ mình chú biết, nhất định không được hé răng lấy nửa lời. Lời ông Vinh cũng chả biết có đáng tin hay không, bởi từ trước đến giờ ông cụ chả khi nào đề cập đến bất cứ vấn đề nào liên quan tới tâm linh. Nhưng thực tình trong cơn nguy biến thì lời mách bảo của ông ấy chả khác gì cái phao cứu người chết đuối. Thôi cũng đành đánh liều một phen, biết đâu gặp được cao nhân. Chú Huy thầm nghĩ, đoạn đi vào bên trong nhà nói lại việc ông cụ Vinh vừa mới dặn, và tất nhiên cái việc được ông lão ấy cho địa chỉ ông thầy Pháp nào đó ở bên tỉnh khác không được nhắc đến. Chú Huy chỉ nói rằng có việc gấp cần phải đi, đến chiều sẽ quay lại để tiễn thẳng Thắng đoạn đường cuối cùng, rồi lên xe nổ máy lao đi. Ở nhà, hai người con của bà Năm đứng ngồi không yên bởi sự việc kinh hoàng xảy ra liên tiếp, cướp đi hai mạng người chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày. Chốc chốc ông Hiếu lại hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài ngõ thở dài. Ở nơi ấy có mấy người đứng súng lại xì xào bàn tán với nhau về cái sự xảy ra bên trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bước nửa chân vào trong đám tang để thắp cho vong linh thẳng Thắng một nén nhang cả. Chắc là do sự việc xảy ra lúc sáng nó quá kinh dị, hoặc là do người ta bắt đầu sợ cái sự việc trùng tang của nhà bà Năm. Kể ra cũng đúng, tang nối tang toàn chết một cách kinh dị thì ai chả sợ. Mãi đến lúc chuẩn bị đưa thằng Thắng đi chôn mà lượt khách viếng còn chưa đủ 30 người, khiến cho tang lễ thằng con trai đầu lòng của ông Nghĩa trông còn thê lương sầu thảm hơn là cái đám của thằng anh họ tên Tú. 3 giờ chiều, khi ánh nắng dần chuyển về hướng tây, cũng là lúc nhóm âm công một lần nữa tới nhà bà Năm để thực hiện việc đưa xác thằng Tú ra đồng
Chính nhóm người ấy cách đây vài ngày đã khiêng quan tài bà Năm, nay lại tiếp tục khiêng đứa cháu thứ hai của bà cụ. Chuyện cái đám nhân viên nhà quan liên tiếp được gọi đến nhà một người khách tuy có tiền đấy, nhưng nó cũng làm cho một vài người trong số họ không khỏi lắc đầu ngao ngán. Người trưởng lễ sau một hồi làm lễ bái quan, tiếng phách cố lại một lần nữa vang lên, báo hiệu cho 8 người trong đội khiêng sát đặt cái quan tài lên vai. Trong lúc nhóm âm công đang đi chậm chậm đi ra khỏi cổng theo nhịp của người dẫn đường, thì tự nhiên ở đâu đó có tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ. Những người trong đám tang thẳng thắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị bà Trang làm cho một phen hoảng hốt thất kinh, khi mà vợ ông Nghĩa chả hiểu tại sao mà đầu óc rũ rượi, mặt mũi bôi đầy nhọn nồi, trông đen nhẹm. Trên hốc mắt hai con người thụt hẳn vào bên trong, khiến cho ánh nhìn của bà ta trông rất quái dị. Bà Trang chạy lại chỗ 8 người đang khiêng cỗ quan tài, ngoác miệng ra cười. Lúc đó người ta còn nhìn thấy ở trong cuống họng người đàn bà ấy toàn những thứ chất lỏng đen sì lẫn với đất cát trào ra ngoài. Thằng Tâm ôm tấm di ảnh của anh trai đi trước cỗ quan tài, nhìn thấy cảnh tượng quái dị ấy thì sững người không tiến thêm được một bước nào nữa. Phần ông Nghĩa bây giờ cũng tái mét mặt mày, tay chân cứng đờ, không hiểu tại sao lại xảy ra cái cớ sự này. Rõ ràng khi nãy bà vợ ông ta tuy có rũ rượi khóc than, nhưng cũng không đến nỗi mất hết thần trí mà phát điên lên như vậy. Ông Hiếu thấy cô em dâu mình có ý lao tới chỗ mấy người khiêng áo quan, vội la lớn: "Chết mau, lôi cô Trang ra, đừng để cô ấy phá." Lời chưa kịp dứt, ông Hiếu đã thấy mấy người trong đám tang la hét rồi chạy toán loạn. Người con trai cả của bà Năm bấy giờ nhìn lại mới thấy cô em dâu của mình cơ thể vặn vẹo, co rúm, đến nỗi những khớp xương cứ đua nhau kêu lên rồm rộp. Ngay sau đó bà Trang co chân nhảy phát một cái, cao cả mét trên không trung, rồi hạ cánh xuống cổ áo quan của thằng con trai mình. Vừa nhún vừa nhảy, vừa la vừa hét lại vừa cười. Cảnh tượng đó coi vô cùng quái dị, khiến cho 8 người âm công muốn quăng cái quan tài bỏ chạy. Cũng may lúc đó họ vẫn còn giữ lại chút bình tĩnh mới có thể giữ cái quan tài trên vai. "Mau mau, kéo cô ta ra!" Ông Hiếu thét lớn. Mấy người thanh niên ở gần đó nghe thấy vậy thì ngay lập tức lao tới kéo tay bà Trang xuống. Nhưng sức của 2-3 thằng lực lưỡng cũng không lại một người phụ nữ. Phải mất mấy phút mới có thể đưa bà vợ ông Nghĩa rời khỏi cái quan tài của thằng con trai mình. Bà Trang lúc này bị người ta đè xuống đất, miệng vẫn ngoác ra cười khanh khách, phun cả cái thứ chất lỏng màu đen sì hôi thối vào người mấy cậu thanh niên đang cố gắng khống chế bà ta lại. Ông Nghĩa thấy cảnh tượng ấy cũng sợ lắm, loay hoay mãi chả biết làm gì, thì nghe tiếng ông hàng xóm la lớn: "Mau mau, tìm sợi dây trói cô ta lại!" Bấy giờ ông ta mới lật đật chạy vào trong nhà, lấy trên gác bếp sợi dây thừng cũ. Khi quay ra đã thấy bà Trang mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt vô cùng giận dữ nhìn xoáy thẳng vào mặt chồng mình. "Chết!" Bà Trang rít lên. Ngay lúc đó bên tai ông Nghĩa có tiếng người thét lớn: "Sát!" Cùng lúc đó có một tờ giấy màu vàng bay thẳng tới chỗ bà vợ ông Nghĩa, rồi ngay sau đó nổ một cái đùng, hất bà Trang ngã ngửa ra đất ngất xỉu. Bấy giờ người ta mới hướng ánh mắt về phía người mới vừa ném vật thể kia, thì thấy đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt dữ tợn với đôi lông mày mọc ngược, điểm tô cho ánh mắt sắc lạnh. Người lạ mặt ấy ngồi trên xe của chú Huy, quét ánh mắt nhìn về phía đám người trong lễ tang một lượt, rồi mới mở cửa bước xuống. Cô Huyền thấy chồng mình trở về, vội chạy ra nói: "Nhà mới xảy ra chuyện." Người đàn ông kia đưa tay ra ngăn lại nói: "Chuyện này tôi cũng biết rồi. Vừa rồi cậu này chở tôi đến đầu làng đã thấy âm khí nổi lên dày đặc." Đoạn ông ta tiến thẳng đến chỗ bà vợ ông Nghĩa, vùng một thủ ấn trưởng thẳng vào người. Ngay sau đó cả cơ thể bà Trang bốc lên một làn khói đen kịt. Trong làn khói đen ấy người ta mơ hồ còn nghe thấy tiếng la ai oán của một ai đó trước khi biến mất. Bấy giờ bà Trang cũng dần hồi tỉnh, cơ thể không còn vặn vẹo như lúc trước. Mấy người có mặt tại đó không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Đúng là cái sự việc vừa rồi chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 5 phút đồng hồ, nhưng cũng đủ làm cho thế giới quan của nhiều người thay đổi. Ông thầy Pháp kia thấy bà Trang tỉnh lại, liền quay qua nói với mấy người thanh niên đưa vào trong nhà nghỉ ngơi. Đoạn quay qua phía hai người con trai của bà Năm, ánh mắt quắc lại rồi nói: "Ta đến đây chỉ để cứu những người vô tội, còn nghiệp này là do hai người tự tạo ra.
Vì thế dù muốn hay không, hai ông cũng phải gánh hậu quả. Cả ông Nghĩa và ông Hiếu nghe người đàn ông lạ mặt kia nói thì không khỏi chột dạ. Rõ ràng cái kế hoạch tiễn bà cụ đi sớm hơn vài năm chỉ có hai người bọn họ và cái lão thầy tàu tên Phong kia biết. Vậy mà hai người con của bà Năm còn đang suy nghĩ không biết phải làm gì thì lão thầy pháp sư kia đã dán xong lá bùa lên cái áo quan của thằng Thắng rồi ra hiệu cho mấy người âm công khiêng cái xác đi chôn. Đoạn quay qua nói: chuyện mình làm chỉ có người không biết, chứ trời biết đất biết, quỷ thần hay. Bởi thế người ta mới có câu nói: ngẩng đầu ba thước có thần linh. Nói rồi ông thầy đó đi thẳng vào trong nhà xem xét từng ngóc ngách. Ông Hiếu nhìn theo xong quay sang nói: chú mời người đàn ông này ở đâu vậy? Đây là thầy Hiệp ở tỉnh bên, hôm qua có người mách em mời về. Chú Hy trả lời, trong lòng vẫn chưa hiểu tại sao ông thầy pháp kia lại nói hai người anh rể mình tạo nghiệp. Phía bên trong nhà ông thầy Hiệp dán một lá bùa lên cửa rồi tiến lại chỗ ba người nói: ở nhà này không có sự xuất hiện linh khí của gia tiên, vì thế lũ cô hồn chúng quỷ mới có thể lộng hành như vậy. Nhưng vừa nãy là một con tiểu quỷ muốn chiếm xác nên ta đã tiêu diệt nó. Đoạn ông thầy bảo mọi người tiếp tục công việc đang dang dở. Mấy người đứng hóng chuyện gần đó nghe thấy người đàn ông lạ mặt kia nói thì không khỏi thất kinh. Có người còn lẩm bẩm: thảo nào từ lúc đám tang bà Năm diễn ra đến giờ xảy ra quá trời chuyện tâm linh. Về phần ông Nghĩa, sau khi thấy mọi chuyện đã ổn liền nói với phía nhà quan cho xe tang xuất phát ra ngoài nghĩa trang. Chả mấy chốc nấm mồ thứ ba được lấp xong trong chưa đầy 2 tuần, khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy tiếc thương và không khỏi rùng mình sợ hãi cái thứ tâm linh được gọi là trùng tang kia. Cũng may mà người con rể của bà Năm mời về một ông thầy pháp có vẻ cao tay nên mấy người có họ hàng cũng an tâm phần nào. Trở về nhà bà Năm, ông thầy tên Hiệp ấy lập một cái đàn pháp. Sau khi xong việc, trời cũng đã quá chiều, những tia nắng cuối ngày cũng dần tàn về phía chân trời nhường chỗ cho màn đêm. Bấy giờ ông thầy Hiệp mới gọi mọi người trong nhà bà Năm đến quỳ trước đàn lễ. Đoạn thắp lên mấy thẻ nhang, tay bắt đầu rung chuông múa kiếm theo một vũ điệu kỳ lạ, miệng liên tục đọc lên những câu pháp chú, lâu lâu lại phóng ra một lá bùa vào không trung. Cảnh tượng trông chả khác gì mấy ông thầy diệt ma trên mấy cuốn phim bộ. Ông Hiếu trông thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi lo lắng, nhưng trong lòng cũng đã có sự chuẩn bị sẵn cho việc chẳng may ông thầy pháp tên Hiệp kia tiết lộ ra việc làm của mình. Bởi dù gì ông ta cũng không có chút bằng chứng gì chứng minh cả. Ông Nghĩa ở bên cạnh, ánh mắt lén lén nhìn về phía đàn pháp. Lúc này gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, kéo theo từng tia sét xanh lẻ lẻ xé ngang bầu trời, tưởng chừng như trên đấy sắp sửa đổ xuống một trận cuồng mưa lớn. Chợt ông Hiếu trợn tròn mắt, tay chân run rẩy chỉ tay lên bầu trời đang kéo mây đen vần vũ. Mấy người còn lại nhìn theo hướng tay người con cả bà Năm thì thấy ở trên không trung dần dần xuất hiện thân ảnh của một con chim to lớn giống cỡ một người trưởng thành. Con vật đó bay lơ lửng trên đầu pháp đàn, hướng cái mỏ đỏ chét, đôi mắt xanh lẻ nhìn xuống dưới đất. Có người nhìn thấy ngã ngửa ra đất, miệng á khẩu, phải mất cả chục giây sau mới có thể thốt lên 2 chữ: thần trùng. Về phần ông thầy Hiệp, sau khi nhìn thấy vị thần nanh vàng xuất hiện liền dừng động tác múa đàn lại, nhìn về phía thần trùng với vẻ mặt vô cùng bình thản, ánh mắt tỏa ra một luồng hàn khí lạnh toát. Vị thần trùng nhìn thấy ông Hiệp thì ngửa mặt lên trời cười lên ha ha: cố nhân, không ngờ ta và ngươi lại gặp nhau ở đây. Đoạn vị thần trùng lại chỉ tay về phía pháp đàn mà nói: ta với ngươi đã nói không xen vào chuyện của nhau rồi, tại sao còn bày trò triệu ta tới? Chuyện xưa đúng là đã nói như vậy, nhưng tôi không muốn để thêm người vô tội phải chết. Ông thầy Hiệp nói, lúc này thần trùng cũng đã hạ xuống trước pháp đàn. Hai người vừa rồi bị bắt, một phần là vì trùng tang, phần còn lại cũng là duyên trận chúng nó đã tận. Nếu chả chúng nó không làm điều thất đức, may ra cả hai còn sống thêm được vài năm nữa. Nói rồi, vị thần trùng chỉ tay về phía hai anh em ông Hiếu, Nghĩa, bà Trang, thấy vậy liền gào lên: ông, làm cái gì mà thằng con tôi chết khổ chết sợ thế hả? Ông Nghĩa ơi là ông Nghĩa ơi! Ông chồng bà Trang nghe những câu chất vấn của vợ mình chỉ biết im lặng. Vị thần nanh vàng nghe thấy vậy làm bộ khinh bỉ nói: bà không biết
hãy cố tình không biết việc làm của chồng bà, hay là để ta gọi người ra chỉ mặt vạch tội. Dứt lời, vị thần trùng đó kêu lên một cái quát. Ngay lập tức có một con cú chở linh hồn bà Năm hạ xuống pháp đàn. Hai người con của bà cụ thấy linh hồn mẹ mình trở về thì cứng họng chết đứng, không nói được câu nào. Hai người nghĩ việc yểm xác bà cụ để linh hồn mẹ mình không về được là xong hay sao? Việc làm bất nhân tính đến quỷ thần còn thấy chướng mắt. Lúc này, thần chí ông Hiếu đã trở nên vô cùng hoảng loạn, tay chỉ thẳng về phía ông thầy Hiệp, miệng không ngừng quát lớn. Giả dối, bằng chứng đâu? Lúc này linh hồn bà Năm mới quắc mắt lại. Bằng chứng thật bất hiếu. Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc khiến ông Nghĩa chỉ biết quỳ rạp xuống đất. Con sai rồi. Đúng là đêm hôm ấy khi mẹ gặp nạn, con không vứt lọ thuốc của mẹ đi. Cô Huyền nghe thấy vậy, túm áo anh mình thét lớn. Lọ thuốc. Vị thần trùng hướng ánh mắt về phía người con út của bà cụ nói. Mẹ cô bị đau tim lâu rồi, nhưng giấu con cháu. Trên cái đêm định mệnh đó bà cụ lên cơn đau tim, nhưng thay vì đưa thuốc cho bà cụ thì hắn ta lại vứt nó đi. Vì hai người anh đáng mến của cô đã có kế hoạch tiễn bà cụ đi sớm một bước. Vì một ông thương gia trên phố huyện đổ nợ vì buôn hàng trắng, còn đứa làm hợp tác xã thì tán ra vì chơi cờ bạc. Đúng không hả ông Nghĩa? Dạ, nếu tôi không có số tiền đó thì số cùng quỹ tôi ăn cắp không biết lấy đâu bổ vào, rồi phía cơ quan điều tra sẽ bắt tôi vào tù. Ông Nghĩa run rẩy nói. Chưa hết. Bà Năm nói tiếp. Đêm đó tôi hiện hồn về, thằng Nghĩa nó vô tình thấy. Nó liền gọi điện cho thằng anh nó, mời thầy pháp về yểm chính mẹ đẻ của nó. Lúc này cả hai người con của bà Năm quỳ rạp xuống nói. Thực sự chúng còn hết cách rồi. Nếu không có tiền đền bù từ số đất kia, bọn con sẽ bị xã hội đen giết. Vì túng quẫn quá, chúng con mới phải làm vậy. Mong mẹ tha lỗi. Linh hồn bà Năm nhìn thấy hai thằng con trai mình như vậy thì rưng rưng nói. Hãy đưa đứng lên đi. Chuyện hai con ta không trách, nhưng là nghiệp do cả hai làm ra thì phải tự gánh. Ông thầy Hiệp lúc này cũng quay về phía vị thần trùng nói. Lần này ông nể mặt tôi tha cho dòng họ này được không? Được thôi, dù gì tôi cũng muốn đi nghỉ ngơi đôi chút, nhưng tội hai tên nghịch tử kia thì không thể tha thứ. Hai người con của bà Năm nghe thấy vậy liền hướng ánh mắt về phía ông thầy Hiệp, nói như van xin. Xin thầy để anh em chúng tôi được đổi mạng sống của mình. Chết, các người quá dễ dàng vậy sao? Ta bắt các người sống để trả nghiệp. Vị thần trùng nói xong quay qua nói. Ta giao linh hồn bà lão này cho ông. Dạo này ta đang muốn nghỉ ngơi, không bàn chuyện thế sự. Nhưng việc làm của hai tên kia khiến ta gai mắt. Đoạn ông ta ra hiệu cho bà Năm tiến về phía ông Hiệp. Lão thầy Pháp cũng mau chóng rút ra một lá phủ, gọi âm binh lên, đưa linh hồn bà cụ về dưới âm phủ chờ ngày đầu thai. Lúc này vị thần trùng kia cũng tan dần vào trong hư vô. Trước khi biến mất, ông ta còn để lại câu nói vang vọng. Cố nhân, hôm nào rảnh đi nhậu với ta. Rồi biến mất, gió báo cũng dừng hẳn. Cùng lúc đó có tiếng còi cảnh sát từ xa chạy tới. Cũng không hiểu là do ai tố giác và phía công an có đầy đủ hồ sơ phạm tội của hai người con của bà Năm. Rất nhanh sau đó, cả hai người bị tống lên xe trở về đồn, chờ ngày xét xử. Rồi thì chả biết hai người đó được bà vợ bán hết gia sản trả cho chồng, hay là do cái số muốn chết mà không được, cho nên ông Hiếu và ông Nghĩa không bị tử hình. Nhưng sau vài năm, tự nhiên cả hai phát điên phải đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Về phần hai bà vợ vì không chịu nổi lời bàn tán của thiên hạ, cuối cùng họ rủ nhau đi biệt xứ. Hết án, không có người chăm sóc, người ta cũng chẳng muốn quản nữa, thành ra hai người con của bà Năm bị người ta đuổi ra ngoài đường. Sau một năm đi lang thang, cuối cùng cũng trở về làng xưa. Nhưng người dân họ xem hai người đó cứ như cục phân, ra sức đuổi, mỗi lần một trong hai người đặt chân vào sân nhà họ. Vậy là cả hai lại phải lang thang khắp làng trên xóm dưới,
bới đất nhặt rác hay bất cứ cái gì có thể bỏ được vào miệng để cho qua cơn đói. Cũng có người thương tình bới cho chén cơm mang đến cho ăn, nhưng mỗi khi lại gần hai người đó lại hoảng hồn bỏ chạy. Gọi không được, người ta đành phải đặt ở xa, đến lúc nào lấy ăn được thì lấy. Và tất nhiên mỗi lần hai lão già điên loạn ấy biết đến chén cơm để lấy ăn, thì nó cũng đã lên mốc xanh mốc vàng. Rất nhiều năm sau đó, ở làng Đông người ta vẫn còn nhìn thấy hai ông lão thần trí không bình thường đi lang thang khắp làng. Có khi khóc khi cười, lại có lúc bốc cả cứt trâu bỏ vào mồm mút chuồn chuột. Cho tới một ngày tại quán nước tại gốc đa của bà Tám, lúc này đã chuyển lại cho người con gái duy nhất của mình là cô Bảy. Có mấy người đang ngồi uống nước, đang ngồi tám chuyện, thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Ôi giời ơi, có người chết treo cổ tại nhà bà Năm cuối làng. Ôi giời ơi, hai ông điên treo cổ chết rồi. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã nghe trọn bộ câu chuyện rất là hay của tác giả Quyết Đỗ. Và đúng là gieo nhân nào thì gặt quả đấy, đúng không ạ? Rồi cuối cùng, những kẻ mà táng tận lương tâm có thể sẵn sàng làm những cái điều ác, thậm chí là để chứng kiến cho mẹ mình chết như vậy, để cho mẹ mình chết để mà chiếm đoạt gia sản, thì những kẻ như thế này không nên sống trên cõi đời là đúng. Tội bất hiếu là một tội vô cùng nặng. Và chúng ta ai còn cha còn mẹ, dù trong hoàn cảnh nào, hãy yêu thương cha mẹ của mình vô điều kiện nha. Bởi vì cha mẹ cũng yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện mà. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị luôn luôn ủng hộ cho Duy Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm và cả kênh Nhà Ma. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.